Tiếp em hôm nay là ngày trời tiết rất là lạnh. Trời, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc đều lạnh. Tôi vừa hỏi Riku xong, Riku cũng bảo trong Nam rất là lạnh và nó rất muốn nó ôm đàn ông. Thì em chả bảo là trời lạnh như này chỉ muốn nằm trong chăn Không, trong ôm ai đấy. Em chỉ cần tắt máy lạnh đi là ấm rồi anh. À, tắt máy lạnh đi không là ấm rồi à? Em tắt máy lạnh rồi, không sao. Ấm cả người luôn, không chỗ nào lạnh. Dạ. Có chỗ lạnh hả? Ừ, anh đã bảo mà thì em cứ nói ra, em cứ phải giữ ý em cái gì. Có một chỗ lạnh đúng không? Được. Nhưng rồi. Nhưng mà em không có muốn ôm phụ nữ, em muốn ôm phụ nữ. Hả? Ừ. Muốn ôm phụ nữ á? Ôm phụ nữ đúng thì không lạnh không ấm được đâu. Vì ôm phụ ấm. Nữ thì không chơi. Cũng là 37 độ mà anh. Âm cộng với âm là nó thành siêu âm là không được em ạ. Nó phải có tí dương vào. Siêu âm. Thay vì dấu cộng thì làm dấu nhân. Là ngày hôm nay tôi quay trở lại với DCX. Hôm nay thì có đôi chút sự cố kỹ thuật chuyện là Vũ giờ này. Tôi đoán là ngày hôm nay chắc là Vũ cả Dung Quỷ chắc đi làm đứa nữa. Thành ra là thấy bảo hôm nay về muộn, chắc là đang ở nhà nghỉ, chắc là trời mát thì ngày đẹp, ngày đẹp. Chắc làm thêm đứa nữa, khổ. Thành ra là Đạt hình như cũng mới đi làm thêm đứa nữa về đấy chứ. Vừa mới đi, chẳng biết là đi đâu. cũng nhờ pháp sư Hải Dương bấm ngay. Thêm ngày thôi. Ừ đấy, cho nên là ngày hôm nay thì không có Vũ, hôm nay có Riku, có Đạt, có Nam X, có tôi, có Hunter và có Tứ sẽ quay trở lại với DCX. Nói chung là không có Vũ chơi trò này thì cũng đéo sẽ có vấn đề gì. Bởi vì là vào thì cũng chỉ có chết thôi mà, chơi em đéo gì. Tốt nhất nên để những cái người mà người ta sống lâu người ta vào đây cho nó nhanh. À, mời đã. Đạt, up. Rồi. Vào rồi. Chưa thấy em đâu. Tại sao chưa thấy thằng Từ đâu? Em on rồi mà, anh không mời sao em vào. Có thế mày on đâu? Thế à? Em vào mà. Rồi mà. Rồi thôi, em... bật phần mềm hack rồi, nó mới không hiện ở đây rồi. Mẹ vào nhầm nick hack rồi. Nhầm để em vào. Ủa, chơi BOG bây giờ. Ơ, nhưng mà đúng mà đúng không? Bảo sao rằng là chơi BOG nhỉ? Chắc là dạo này nó ít ban đi rồi. Mình chẳng có quần áo nhỉ. Đến BOG bây giờ họ không ban nữa, họ ban hết quần rồi. Áo mặc cho vòng anh mặc quần em. Quần áo vào trong cái phần loot boot. Đây ơi, mày ấm phai. Cảm ơn em AP. Game này không có Vũ làm sao người để vốt không ở đây. Hôm nay ở đây có đội trưởng đội vốt dạo đây rồi đấy anh em vừa mới nghe. Ôi đi mẹ mà kéo ấm vậy. Ở đâu vậy? Lạnh mà. Lạnh quá. Nếu mà không có người vốt thì đội trưởng đội vốt dạo sẽ tự vốt chính mình mà. Thế à? Thế đi trốn luôn. Mai Linh đâu anh á, hôm nay Mai Linh cả Pháp thì tôi không phải nói với anh em nữa, bởi ngày hôm nay là ngày Pháp và chính thức ra thăm Mai Linh. Và với cái việc là vợ chồng khoảng tầm 6 tháng nay không gặp nhau ấy, thì tối nay nó sẽ làm cái ngày nó người ta vẫn dùng cái từ gọi là pháo hoa bắn tung rời nhá. Nó bắn cho thì tôi thật với Yên Bái, anh em nào mà ở bên Tuyên Quang cũng sẽ nghe thì tiếng rên ở bên Yên Bái đấy. Rên sang, yên tâm nhé. Mời em đi anh. Đây. Tự do được mà. Tự do được à? Rồi. Sự thật là như vậy. Khó tự do được đéo đâu mà đi không? Chắc thế nào bây giờ. Ôi chẳng sao thằng gì lại cầm được cái gì cơ? Mẹ thiết đây bảng à? Cái để mà em cắm vào để em dùng để tốc cà phê. Đéo anh em đồ đạc gớm thế nhở? Đéo hiểu luôn đâu ra anh em gì thằng Đạt nó cầm cái đéo gì thế này? Đẹp trai bố đời thì nó phải đeo được cái đồ bố đời như này. Gậy như ý đấy, ý là cu em nó dài như này. Đéo hiểu. Cái này chắc bạn sư gì cu em là cưới gì đấy? Thích. Mày vừa nói xong bắt nhân vật anh nó há cả mồm mà cả. Đấy. Trông nó trụ tròn đấy kia cơ mà. Này mà nó nong thì thôi. Đấy. Nên tận họng nghe. Ừ, em rất mất dạy nhá, tại sao em nói cái câu như thế với cái con gái nhỉ? Em không còn đi cùng con gái à? Còn nữa đâu. Thật. Cứ để bọn anh phải nhắc, anh không... Toàn lôi một cái văn hóa đâu đâu, mẹ nói chuyện anh em. Thật. Thế nào mấy em biết để tóc chưa? Biết. Em lạ gì anh? À? Trên Facebook của em có con bé suốt ngày live stream về cái việc đấy mà. Vãi đái luôn. Ở đâu ấy gửi anh, để anh follow. Để anh follow anh xem live stream. Thế đéo là sao tìm trận lâu ấy nhỉ? Hay lại có thằng nào mọi khi là chỉ có Vũ mới hay bị như này mà? 3, 4, 6. Nó đủ 6 người rồi nó còn tìm trận à?
thật, dù sao người thì chẳng nhẽ gì, hay đổi server khác đi. À, đấy, đổi server khác, đổi server khác, đổi server khác. Salopan. Ông bị điên là hack mà ăn vào máy rồi thì gỡ đi sao được. Đây server Thái nhá, cho nó ngon nghẻ. Ờ, sao Thái đi anh. Để xếp vào thả là đề tóc là gì vậy mọi người? Thế thì anh em lại không... Thế là chưa đến tuổi để chăm sóc sức khỏe của bản thân rồi. Đúng rồi. Xem lại nhé. Cần đấy. Đi là bắt đầu biết quan tâm sức khỏe. Nói chung là chưa biết cái đấy, là nói chung là hơi phèn ở cái thời điểm hiện tại. Cơ, game này như 28 mới chơi được à? đếm dây với lên. Ta vừa mới thấy nó searching xong rồi nó lại nhảy sang cái gì thế nào. Em vừa thấy tích xanh xong rồi lại chạy tiếp rồi. Ờ này chạy tiếp. Lại có thằng nào mạng mẹo ở trong này, có thằng nào hồi VNPT thì thú nhận lên. Tầm lầy đấy rồi, VNPT. Thế tại sao lại không vào được? Đấy nó cứ thỉnh thoảng lại nhảy tích xanh cái nó lại đếm dây. Ờ nó cứ searching xong rồi quill xong lại searching. Này thì phải in ra mời lại đi anh ơi, in ra mời lại đi, in ra mời lại hết đấy. Nó lại hiện tích xanh xong lại đấy. Hay là Roman mặc áo ấm quá nhở? Hay thằng nào thằng nào tạo phòng đi. Ai thử tạo đi, em đẹp tạo. Cho Riku tạo đi. Em á. Riku tay thơm. Riku có bạn bè mọi người. Được, Riku cứ mời ta vào, ta mời mày vào được mà. Invite nè. Invite lên. À, em bên gái rồi. Ê. Sao không giữ đó? Mẹ thằng Đạt lên nó cầm cái đồ kinh thật đấy, nhìn trong nhìn trong ám ảnh đéo chịu được. Mình phải vào xem nó là cái phần nào nhỉ? Profile à? Ờ đúng rồi. Phần vũ khí ấy anh. Nhưng mà phải mở được, phải mua bằng tiền nhá. Mua bằng tiền à? Anh thiếu gì tiền? À đéo có tiền. Ủa, còn thiếu ai ta? Anh vừa mới mời mấy đứa rồi mà, 5x đang biết. Đây, em vào rồi à. Đâu đang vào. Đây, tao phải cầm cái này. Thằng đề tóc đâu. Nhìn cái đầu anh cầm chưa? Dây sơn ra đây anh chém cho thì. Thằng chó Đạt xin đặt tiền à? Sao mình không có nhỉ? Em vào rồi mà. Đạt vào cho em, vào cho. Anh Dũng mời là em chi vậy? Nhìn có cái bản là. À cái que này là cái que ở giữa nó có một cái lỗ nhá, tao nhìn thấy có cái lỗ nhỏ tí. Ống hút à? Chạy đi em. Nhanh lên, hôm nay anh đang bị máu lắm. Japan đi. Em vừa nạo được, Japan. Em thích Tokuda đúng không? Đề tóc là cho lỗ hậu uống cà phê ấy mấy ông ơi. Đâu hiểu đúng quan. Anh em đã suy nghĩ. Suy nghĩ để nói, người ta không nói những cái việc. Hình như là không hiểu về vấn đề anh em mình đang nói chuyện hay sao đúng nhỉ? Đúng rồi. Nói đến cái chuyện mà. Game đâu nhỉ? Đấy, đừng ngay. Ở đây mẹ. Chết rồi, dạo này MPT có vẻ Riku em vừa mạng gì? Em Viettel anh. À đi. Viettel nó ngon chứ nhở? Thề với game luôn đấy. Viettel đi. Mẹ. Viettel ngon mẹ. Viettel à? Nhà thằng nào ấy cũng Viettel à? Ừ. Thôi tôi nghĩ với anh em là thôi đi chuyển sang Viettel đi cho nó xong. Tứ đéo hiểu sao một tháng tiền mạng có 50.000 đao 20 mê trên giây. Ủa làm gì có dụng 50.000 là 20 mê? Bảo với anh thế mà. Ủa? Vùng phẹt 50.000 là đấy là nó rẻ. Còn... Tôi chụp 50.000 rẻ ở vùng sâu vùng xe nó rẻ ta. Đúng rồi, nó hỗ trợ hộ nghèo mà. 50.000 là tiền thằng Tứ nó bỏ ra, còn 1 triệu là tiền mẹ nó rẻ. Thế trả 50.000. Ừ, tôi nói ông phải tin tôi, mày đéo hiểu. Viettel ngon mà anh em xài mượt VCL được đấy. Đéo vừa vào mình ngồi như con quái này. Em đau rồi, em đau gấp đôi. Tiến hóa, nhìn cái dao của tao này kìa. Tao mà chặt thì đéo trượt. À, sao Hunter lại cầm cái gì như cái dùi đục vào đít đi kìa. Chứ cũng khổ, fan thế. Thiếu một cái búa bên tay kia rồi. Thật. Người nhá. Ờ, đã bên người. Ờ, lại chưa nhá, từ vớ vẩn nhá. Lại chưa, đã hiện đéo đâu. Nhanh rồi, nó hiện rồi, người hiện rồi. Hiện cái cứt vớ va vớ vẩn. Điên này. Máy em loát trước. Insane. Ủa sao map này kiểu gì đây? Map này map mới. Nào quá chẳng như thế mẹ gì. Đường đâu cơ? Map này là map mới. Đạt này. Ờ, map này hình như map mới. Ở đâu? Map này chơi rồi mà. Ủa? Thì mời với em à? Map này chơi mãi rồi, đéo gì đâu hiểu. Em chỉ nhớ Riku là dây le nhiều đúng không? À không. Chắc chắn là em say le nhiều thì em mới vậy. Say le nhiều đi. Thì nó mất trí nhớ. Xem mày xem trên mạng ấy là thẩm du nhiều là nó dây mất trí nhớ mà. Đã đây có quả súng ngắm này, shotgun này. Đâu? Đây này, ở nó báo đây.
Có hai người, nó cần hai đây người. Đây đây xuống này, đây. Đứng nha. Map này rộng thế. Map này bình thường, có ấy rộng cái gì. Đấy. Thanh kiểu đi à, đi với anh anh bảo vệ em. Kéo nhìn thấy ai. Rico cẩn thận, nghe từ nói đi với anh bảo vệ em. Đúng rồi, mỗi lần mà tôi nói câu đó xong em sợ lắm. Ừ. Sao? Nó là quá. Nó Hunter đó, làm cái trò gì đó. Anh cũng chạy ra đây dình nó luôn á. Thì chả dình. Có bảo vệ em không? Dình là phải ngồi trên này dình, em gà nhất chịu được. Xong rồi giờ hai em kêu. Bắn anh thế à? Ô cái đeo đây, đeo đây, nằm đây kia. Tớ bắn em. Tớ. Đeo đây, thằng Đạt làm gì đây? Sao tự nhiên bắn Rico? Tớ bắn em. Thằng Rico nó bảo nó không bảo vệ anh thì anh chẳng bắn nó. Đúng rồi. Rồi. Này thì vote thì đeo được. Đeo đi, sao gì mà Đạt bảo vệ Rico nhanh đéo chịu được. Bây giờ tại sao Tứ lại bắn em gái anh? Em hỏi nó tại sao không cho đi cùng em mà nó kêu là nó sợ em cắn. Đúng rồi, anh Dũng còn nói vậy mà, nghe tới nói như vậy ghê lắm. Anh đi với mày cái đâu, thứ đâu. Mà cần thiết trong tất cả cái map này chúng ta phải chơi em ạ. Anh không thể nói ra được bởi vì nó sẽ có bình máu mất rồi nhá, bình máu mất nhá. Có người lên trên trên máu mất một bình rồi. Chỗ nào, chỗ nào? Rồi anh. Anh giúp ra là anh giúp từ chỗ nào? Từ chỗ nào? Anh nghe cái giọng, anh tơ anh nghe cái giọng chỗ nào chỗ nào nhá. Anh giúp người đó một tí. Anh giúp nó một tí đấy. À anh từ với anh giúp đúng không? Anh giúp mấy cả anh nắp cầu chì. Không, anh nghe cái giọng giúp nắp cầu chì thằng Hunter như thế nào với sạn nhá. Anh nghe cái giọng mà chỗ nào là anh nói thật với Hunter rồi. Không thôi, anh nói thật là nghe cái giọng Hunter ở đâu đấy là anh thật là anh thất vọng. Ông Dũng vừa lắp vào chì mình cứ thấy mà kêu Dũng ăn này. Hơi thất vọng nha, hơi thất vọng. Đấy là ăn xong rồi ra lắp cầu chì. À đây, ta không chơi ai em với anh lúc nãy chặt được cây máu đấy, xong em chạy ra xem chỗ anh Tứ thì cũng có mỗi mình anh ở đấy thôi. Anh đứng từ đầu ở trong cái nhà kia, đứng ở trên gác hai, đéo hiểu Hunter kêu mình bị sao bị ăn được. Đấy, đúng rồi, thì lúc em chạy ra chỗ anh Tứ đấy, cục đấy, thì anh thì chạy ra anh ăn lúc đó thế à? Ra đi anh ăn mỗi cái viên hồng đạn, đéo hiểu, ăn cứ loẹt. Bốn đứa đi chung đi. Thôi được rồi. Ngay có bốn đứa đi chung đi, chung đi. Còn có hai người kia. Cái này được cái đéo anh thứ đâu anh thứ đâu đấy rồi chết mày e ngạt bên kia rồi nó còn đéo phải chết rồi anh chưa chết rồi anh chưa chết rồi gạch gạch là bị vốn chết thật Tứ mà nó nói là nó chết vì ngạt là tao đã thấy vậy có cái gì đấy nó đéo chị ngạt Tứ bây giờ có phải như lạc đường bây giờ đâu vừa lấy bị giết nó băng đi đâu ấy không tìm được đường về cả đây vẫn còn sống đúng không năm người đứng đây rồi. Ơ đủ rồi. Ấy da. Ê thằng này có đạn nè. Đéo ơi vừa tắt đèn cái đéo thứ hai luôn ạ. Tản ra mà trốn đi. Chỉ thấy mỗi cái trắng trắng thôi anh. Ok đấy. Ôi mẹ. Mày luôn. Ơi. Không. Này quái này. Ơ có ai ở đây. Ôi, anh đang gia nhập cái câu trì đằng này đang ra lắp. Không, con quái màu trắng mọi người. Tứ. Anh chết rồi, đến giờ mày chết rồi, Tứ à. Tao đang ra cái nhập cái câu trì ra đây lắp. Dũng cái con kia. Ôi, đi quên mẹ. Không, đây, không có kiếm tiền. Rồi, nó chết rồi. Ơ kìa, sao nó lại biến đâu rồi? Tứ, thằng Tứ. Em hết đạn rồi, Tứ rồi. Tứ đúng rồi, Tứ là chết kìa, ở đây 5 người thì còn có mỗi anh thôi chứ làm gì có người thứ 7 kia đấy. Trời ơi, cô chết mẹ rồi. Đưa, em cứ chết. Sang đây, sang bên kia đây. Có ai cứu em rồi, hồi nãy có ai cứu em. Dậy rồi, đi cứu dậy rồi. Anh em bắt cứu em. Anh Tứ đúng không? Tứ. Tứ chưa chết mẹ rồi, em thì đập người cứu em à, hả đi cứu. Ông nào quay lại rồi. Cứu em hả? Em không biết. Anh Tứ bắn em lại, anh Tứ. Thôi bỏ đi, sang bên này đi không chết ngạt mẹ cơ. Ê, qua đây anh, chết nghẹt bây giờ, anh Hunter ơi. Đi. Anh đi này, có thằng nằm ra kìa. Đi, ngạt rồi. Chết nghẹt rồi. Anh Tứ sống đây. Bắn đi đây. Từ, Rico tại sao em nhìn thấy Tứ mà em không bắn cái gì cả, thế nào anh nhìn cái dáng của em có vẻ. Không, nãy giờ em đánh hồi nãy em còn bị cắn chết nữa. Bắn luôn. Tao đâu qua. Chết.
Phải nhà thêm đạn nữa hết rồi nghe sợ. Ủa nhưng mà hồi nãy em tới bên anh Dũng lắm. Đúng rồi anh Dũng, anh rất là nghi anh Dũng luôn. Bây giờ làm sao? Thử luôn ông Dũng. Hồi nãy tớ cái quả mà cái quả từ đầu ấy, nhặt đúng rồi. Nó không được nhầm được luôn, chạy từ chỗ đấy ra. Nếu hiểu Hunter suy luận kiểu gì luôn. Ai ai ôi, đi bắn nó vào cái kia đâu, nó là mày. Ông mọi người đâu rồi? Giật mình cái con kia. Anh Lâm ơi, anh có cùng suy nghĩ với em không? Nam Max nên đi với cả Hunter. Anh Lâm ấy có cùng suy nghĩ em không? Được rồi. Có. Hai em nên đi cùng nhau. Đi em ơi. Ôi em ơi. Cái này tôi giết người nè, ai lấy gì? Tìm nào giết người? Ông ở đây. À, để cho anh, để cho anh, được ok. Rồi. Để cho anh là thôi, chứ chết với Hunter. Ôi, chúng mày xác mẹ đi. Lối ra đằng này. Đi lối ra đấy. Mở. Ủa sao nó không mở ta? Nó không mở. Anh như phải đi đắp cầu chì lại em ạ. Mở đúng hướng. Đâu, nó gây gặp ai rồi, exit. Mở đúng hướng. Ôi hả? Anh không biết mà. Ôi dồi ôi. Từ từ, ngồi đây đã. Anh giận. Hết quái rồi. Quái con ca, chỉ còn quái nữa. Hai con cơ mà. Chết hết rồi. Em thoát rồi, nhảy được rồi mọi người ơi, nhảy đi. Quái này, quái không được. Ông giống đi. Biết cay mà. Đéo hiểu từ sao em lại đi chơi nó phải có... bình tĩnh thôi. Em phải để chúng em. Có 2 cái kim tiêm anh ạ. Dạ anh này có một cái cứu em, còn em còn cái. Có kim tiêm với cả nó có cái máy ảnh không làm gì được. Ủa? Từ nó chết sớm rồi. Đéo hiểu từ cái bênh mình làm gì. Em gặp mình tha cái máy ảnh cơ mà. Tưởng thế lao. Hunter nói đéo ai tin đâu. Ai ăn tứ khát máu quá chơi bị khổ em bú đủ rồi em đi ăn thế nào nó mới chết à. Đứng lại chiến đấu với ông Dũng nhưng mà hết mẹ giờ nó cho họ một bạn danh dự khó. Anh em phải hiểu là không có vũ chơi là nó khó, có người chịu lại thắng lắm vũ rồi mới là thành phần nó gọi là dễ tiêu diệt đấy phải không, loại được người sớm thì loại người sớm. Không dùng skin á. À? Khổ con đấy con skin gì nhỉ? Đéo biết con skin gì luôn ý. Lắp cầu chì làm lon gì? Lắp để chúng nó tin nhưng lắp làm cái gì? Có đúng về gần... Đéo lắp thì lại bảo là tại sao đéo lắp để cho chúng nó lại nghi ngờ. Mà lắp thì lại bảo là tại sao lại lắp làm gì? Quả đấy ông Dũng cũng lộ quá rồi. Thật thằng Tứ tự nhiên đi mẹ bảo vệ là đéo. Anh Dũng chậm chạp luôn chứ. Không phải banh. Hunter nói anh cãi rồi. Xong rồi móc cưới rồi nó mở cửa về rồi anh không làm gì nó vẫn về mà. Mày điền à, quả đấy qua là phải đợi. Em hiểu không? Đứng nấp ở chỗ nào đấy kín. Mày thấy đi lẻ là sao? Mình cắn luôn. Sao đạt làm gì cái anh Trông? Kinh xoay đấy. Trông chích hút đéo chịu được tràn. Cầm cái gì cơ? Đưa ngươi giữ ống mà. Đưa ngươi giữ ống. Đúng luôn chứ còn gì nữa. Đúng sự tích luôn, không sai. À bảo sao vừa vào thằng Từ đó bảo là người đấy mà trong khi chưa nhìn thấy gì. Ờ, vừa vào là người đấy. Đéo là ra quái luôn chứ hiểu. Bảo người đấy nó lại ra quái. Cũng lạ vậy. Hay là do lâu mình đéo chơi mình thấy map nó lạ nhở? Đéo hiểu, map này đã từng là map mẹ vua vốt dạo rồi còn... Đội trưởng đội vốt dạo ở đây... Hả? À? Sao lại kẹt đấy? Ủa sao không lấy được? Thằng Tơ đã bao giờ chơi game này mà nó bị kẹt đéo được nhỉ? Mẹ em thì anh chặt cửa lại không ra được. Kẹt. Ham. Gì mà vừa vào đã e với chả hèm thế? Chắc là tập được giọng người à? Ok! Ôi mẹ đéo! Mình tin! Tin cho bạn Nam nha, cảm ơn bạn. Có đồ là phải giữ. Không giữ là mất. Mất đừng tìm. Ồ, các nhớ là bên ngoài cái hành lang này trước nó có một cái thanh cục máu. Sao cái này đứng vào nó cũng hiện gì nhở? Lấy rồi, hồi nãy em lấy rồi. À, được. Sao quái ván này đéo dám ăn máu à? À thế mới lạ chứ lại. Đây giờ bọn em đi chung suốt này, đi mà em quái ở đây. Từ từ đó rồi. Đang từ chỗ đâu nhỉ? Đây bạn này. Quái mà lâu không nhẫn nhục như này là Riku. Tại sao phải là em? Em muốn máu sớm không à? Đúng.
Nam Anh lúc nãy có một cái pha gọi là bị lấy mất đồ mà kêu ầm lên là tao đã thấy mẹ có cái hai lần em bị lấy lật cái gì nó đéo đúng bên này có cây súng nè anh lấy không này đâu em đéo cầu chi em kia đéo đi lấy cầu chi nó đi lấy súng kìa thằng mẹ tóc xoăn này tại sao mẹ không đi lắp cầu chì mày vừa nhặt xong không vừa em nhặt đi lấy súng mày vừa nhặt cầu chì xong mày thích nhặt súng không nhìn gì không và vẫn ta phải nhắc mới đi lắp là thế nào quần mẹ vừa mới đi lấy rồi. Lúc nãy vừa có một đứa coi như là đứng cho thằng nào lấy là đứa áo đỏ là ai? Riku vừa mới đưa ra mấy cầm khẩu mẹ sầu gan nhá. Không, em vâng. Không em cần nói một cái gì tự ra đứng em lấy. Em đi theo. Lắp cầu chì nhá, lắp cầu chì này. Phải thử okay. Ông Dũng này ngay. Chắc chắn mẹ luôn các em anh nhớ di chúc của anh. Riku okay. Đứng cho Namek lấy sầu gan. Ok ok. Thì bình thường okay. Em vẫn đứng sao mọi người lấy mà tôi giờ lấy rồi. Đúng anh. Đấy Riku, Riku mà cứu này là quái. Đi! Sao đúng các đúng em lấy thằng Tơ đâu rồi? Đâu. Em ra chửi chung bóng ngay cho anh. Thôi chạy thôi. Anh Dũng bắn á. Anh Dũng mà tao bắn thì bắn tao trước nha. Sao? Dũng Dũng đi ông quái đây. À, mồm 5 miệng 10 à? Không, em đi kế em bắt nghe. Ủa anh Dũng đâu rồi? Sao đây? Có mấy cái này. Đi cùng cho anh. Vì cô quái với Namek mà. Đâu không phải không đủ vốt thôi. Đéo đủ vốt. Có cái máy so tao vừa thì cái máy so ngoài sân. Cứu tứ lại, vốt ông Dũng. Đây có máy so Hunter. Hunter em ra đây. Đi cụ. Đéo đủ vốt đâu mà bắn tao làm cái gì. Ông Dũng đây. Tầm này ở ma này nó đéo cho vốt nữa. Đây. Bây giờ có máy so đây, Hunter ơi. Tối rồi. Anh chỉ tin bọn em ra được cầm máy so cho anh. Em cũng rồi. Tôi chết bại rồi, mình đang mẹ yếu quá. Mình đã biết đường thì con không biết đường cái loẹt. Còn ai còn sống Hunter còn sống không em? Hunter có. Tốt. Anh em mình phải. Ờ với tứ anh đi nhỉ. Mau cuối đây nhá. Còn máy giò đấy, thằng Namek cầm máy giò đấy. Chết mẹ rồi còn gì nữa. Chết cái con kia. Đừng có văn vở. Ông Dũng ông giết tao rồi. Mẹ, ông cái máy giò nữa bên này. Ủa ai qua trước? Ủa ai qua đây bú rồi. Ai qua trước bú hết. Ai chạy trước này, đã chạy trước này. Em chạy sau cùng nhá. Mặc áo trắng. Áo đỏ vừa chạy qua chỗ này phát hai thằng. Thằng Nam Bách chứ còn ai vào đây? Tốt lắm. Tuyệt vời. Riku luôn. Ở đây tử à? Không phải anh nhầm. Đây Riku đây. Đồ lão với các anh à. Anh lại có cái sò tiếp em ơi. Anh có mặt một lời. Đứng ở đây. Ok. Ba mặt một lời đứng đây cho anh. Bắt đi quẹt đêm con mẹ rồi. Hunter đây ơi. Hunter rồi. Đi thế à. Mày thì giết em con mẹ. Quá easy. Game được quá easy. Đừng nghe bơi. Đừng nghe ơi. Điết đi. Ơi anh xin lỗi. Ủa sao nó lại mờ mờ ảo ảo lại nhờ. Ờ, làm gì cho đời. Ờ. Ờ lưng anh kìa, bắn luôn. Ây da. Đi mày hết con mẹ đạn. Bắn vào nắm vào. Thế là tin tắng. Tin là đi cụ. Ai kêu bọn anh giết em chi không phải cầm người làm gì nhau đấy. Mấy ông thấy ai nằm thì thôi ông chẳng vốt. Quả đấy cũng quay ra vốt Đạt cũng nhanh. Nói chung là nhìn thấy Đạt phát vốt ngay nhanh vậy. Quả đấy mình bảo cứu người dậy để giết ông Dũng mà không ai cứu dậy à... Ông Dũng phải là quái đâu. Tao phải quái đéo đâu mà cứu người dậy. Cứu mà người cứu dậy để vốt chết ông Dũng đấy hiểu à. Ừ. Ba thằng nằm rồi thì thằng nào cứu thằng nào. Tao cũng nằm, mày làm ông Dũng nằm. Đéo hiểu. Giết em rồi thì vẫn còn những người khác vốt cứu dậy với vốt ông Dũng mà thì...
ảo ảo mờ mờ ấy, trông như kiểu ngáo đá. Nhìn chi từ đầu tới cuối em đi chung với anh em bắt. À, đúng là còn mất định vừa ngồi mà cũng ồ vãi lờ đâu rồi thế con đầu của tôi à đấy lúc em bắn thằng năm ấy là không hunter hunter không thằng hunter bây giờ nó khôn quá, nó cứu cả anh, thành ra là anh mẹ đéo thể có sự mẹ phải nghi ngờ gì hunter là bố em mà tình thật thì anh đã nghi một con quái là em rồi thì nó phải giữ lòng tin như anh này tin Hunter nên anh không bắn được nó và ở em bắn nó thì đúng lúc mà hết giờ thật thành ra không được mình vẫn anh chỉ tin mỗi em thôi thì cứ lúc em bắn ở đấy thì có mỗi em và Jisoo đâu vì cụ ra cứu thằng Namek thì tao mới em không biết em đi với anh Namek từ đầu tới cuối em đâu có thấy anh bổ máu đâu, chắc chắn là nó mẹ luôn nếu hiểu lại em chắc chắn lý do đâu là chắc chắn anh nói là nó là chắc chắn là anh nghe cái giọng nó nói là anh biết luôn mà thở là anh biết rồi sao mà em nghi rồi em sao mà thoát được em không phải là sói lần sau ngay mà làm em cũng lôi em cứu phải nuốt nước mắt bắn anh em ấy quá mày lúc ấy mày mà không bắn tao là lộ mẹ luôn cả hai rồi còn tứ khổ xong xong rồi hồi sau có ai bắn đạn quá có hai viên đạn bởi em lúc lúc cái dao bắt tờ rồi một lần bắn nhiều quá bắn loạn lên mà em cũng chạy ngay sát anh ấy kiểu anh cũng bắn nó mình nhớ cái trò đéo gì làm trò đéo gì bắn đi cu tắt hiệu ứng bắn tay mình nào chứ mày dậy bắn thằng 5x gì đâu bắn đi bắn gì cu đéo hiểu thấy quả đấy là Riku 5x đã có mà quả đấy anh 5x đã cứu hết rồi à đào bốt 5x rồi bốt thêm văn nữa thôi là được hiểu đào bốt nó lại mất bài rồi Discord mày. Gì mày? Nhanh đấy. Sa thủ bắt đi mày. Là cái map vừa rồi đúng không? Map vừa xong. Headshot đây. Thằng cái map này em thấy đường đi nữa. Map mày khác đéo map trước mà em thấy đường đi cái gì? Em lạc đường. Có thứ bố máu, có thứ bố máu. Ở đâu? Ở đâu? Em ấy ở cùng tao. Tao ở cùng với cả Hunter với cả Riku. Thế đường ngạt à? Tự hết đúng không? Ờ đúng rồi đi con mẹ. Để mà từ chạy cho em đã xem có mất có bình báo đâu không. Không bình báo, không có bình báo nào. À, chắc nghe nhầm. Nếu hiểu là anh em nghi ngờ lẫn nhau. Có sự vô lên 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 lên. Đấy. Đấy tự cho em đấy đấy. Vãi vòng này chắc. Đây này, mất bình báo đây này. Đây này. Đâu? Rồi cho anh đặt mất bình báo này. Đây này. Đâu? Đây là bây giờ là anh với cả Hunter với Riku. À sao tôi vừa bị gặp Namek rồi đây? Vừa đi với nhau. Đây, chỗ này này. Thế thì là hai con quái đi với nhau rồi, Namek và Tứ Tổ đi với nhau hai con quái mẹ rồi. Cái điên là tự nhiên tách. Đặt đi kiểu đéo thì kia đi mẹ trượt băng à? Vãi lên tay nó cầm của con căn. Tay cầm xong căn xong rồi đi mẹ. Bố ban nề đấy. Tới rồi, tới. Đứa nào đưa xong căn cho thằng Đạt nhỉ? Sao mình phải đưa nó thì đéo. Em. Đâu em đứng đại nè em lấy ngoài chứ dấu hiểu em phải xác định chứ chứ em có bao giờ em lấy phật lên em cũng có bắn được đâu em đấy chị chưa tránh ra tránh đường dấu gì anh tránh phải tắc khỏe đi thế thiếu một cái nữa chưa thiếu một cái đây lại có thứ bùa máu nhá lại có thứ bùa máu nhá. Ờ còn anh là có à, đi đi. Ở đường cái rồi. Tao vừa mới lắp xong. Đấy 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 hướng ngay mà. Đéo hay chạy ngược lại bú máu đây. Ngược bú máu. Bây giờ nghe em. Đây này. Đây đây đây. Ôi, bị kẹt cánh cửa này không ra được. Ai mở cửa vậy? Ủa thì đéo nó xong mình lại bị mẹ ở cái hướng này nó chết tôi không. À đây đây em ra được rồi. Có máy rồi này. Máy rồi, máy rồi. Máy rồi, máy rồi. Vào ra đứng đây, ra đứng đây. Dạ mấy rồi, tôi mấy rồi. Dò cho anh, dò cho anh coi như là thằng Đạt. Thằng Đạt là thằng hô nhiều nhất, bây giờ phải không có dò thằng Đạt chứ anh cần dò Đạt cho em. Rồi. Đạt ra đây. Đạt ơi. Đạt đéo dám ra rồi. Đạt đi đúng rồi. Đạt đéo dám ra rồi, quái rồi, quái rồi, quái rồi, quái rồi, quái rồi. Dò khác đi, dò khác đi. Dò khác đi anh. Thế thì dò thằng 5x đi anh. Ok bú rồi. Thằng Đạt nó bú bên này rồi. Nó đúng bú đủ rồi nha. 5x, 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 tố bẩn cái lên bẩn cái lên đéo hiểu đứng đấy in fake đỏ lòm rồi còn thân đạp rồi các bạn xử lý nốt nó rồi để mẹ ô lao vô lêu
Thằng Tứ với ông Dũng rồi. Thằng Đạt không có đây búi sạch máu rồi kìa. Yên tâm. Chung nhau đây. Nó đều dám ra đâu. Sao đều quét khăn quét tao ấy. Ai biết ông ấy quét gì tần liên quan đấy. Mày bảo quét thằng Nam Bách. À lên đi quét ông nhưng mà là quét đi sang đây có mấy ảnh đấy, có mấy ảnh đấy, có mấy ảnh đấy, sang đây. Đây đây có mấy ảnh đây. Bên này lắp bên này nè. Đây cầm lại em ơi. Đấy đi. Kiểu gì. Nó này nó này. Bắn bắn này lấy số gan đấy đã mà. Bắn cho lấy số gan đã, mất số gan đã. Mất số gan này. Lắp đi, lắp đi. Lắp đồ đi em. Đi lượm cái khác đi, em lắp cái kia rồi. Đầm nó có mất hết máu cơ. Sao vừa rồi nó có mất hết máu cơ. Kéo luôn mấy bốn đứa kiểu gì. Đứng ngay dụng máy quét. Nam Mách đứng yên cho mình rồi. Em. Ê anh đệ, anh đệ. Anh đệ bắn em rồi. Bắn kệ nó đi đi em ơi. À, em sống vậy. Rồi bên này hết rồi. Sang bên này dính nó luôn này, sang này nó sang là bắn luôn này. Em bắn luôn, bắn luôn rồi. Ôi giời ơi. Đạt đi rồi. Mẹ Nam Mách gà quá luôn. Trời ơi, trên này. Trời ơi, trên này. Trời như bùi. Còn làm được cái đéo gì nữa đi. Từ nó chí quá, nó nói ngay câu Nam Mách anh ngạ. Rò đúng mình đi. Cái này cái gì đây? Em đợi lấy đạn làm gì đây em? À. Em lấy đạn bắn... Bắn ai? À không bắn ai đâu, nhặt tiện tay. Rồi cố gắng kéo một hai người làm bầu bạn anh em mình. Lấy không? Cho em lấy đi. Thôi. Ê! Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Thôi thôi. Ừ bị nó đâm luôn vậy. Ây ôi! Sao lại bắn được thì bắn nào? Ây ôi! Sao mày đâm được nhiều vậy? Hunter hack nha, đi mẹ đéo hiểu thế nào đây? Hunter em làm rất tốt. Đúng rồi, tốt, con quái đấy, con quái thật sự đấy rồi. Mẹ rồi đâm chết được cả ba người luôn à. Hack rồi, tại sao lại như thế nữa? Em cũng chuyển được rồi, em cũng chuyển được sang đấy nữa. Đấy, mẹ, lỗi game rồi, đéo hiểu đấy. Thật sự à. Đấy chưa, xem quá hay không nhá, đấy chưa, không chuyển được sang 4 nhá. Làm phát mà em, em vừa đi rửa mặt đúng không? Thật đi rửa mặt nha. Thì có thôi, thật chứ nhờ. Cái phim nào đâu thì 4 phát, 3 phát như thế này. Đang ngồi luôn. Có hack đâm người liên tục thôi này. Thế này thì ngoài pháp sư tứ tồn có pháp sư Hunter rồi. Cái này đi. Làm phát sư Tứ là pháp sư Trung Hoa, còn Hunter là pháp sư An Nam rồi. Kinh đấy. Anh đây là con quái nha. Mà kinh đập một bắt, anh đây kim tiêm ạ. Nó châm liên tục luôn mà, nó tật rất là đông nè. À, mà đứa nào đưa nó cái kim tiêm đấy. Đi cu pha. Em đưa cho anh Tứ. Em đưa cho anh Tứ, hồi sau anh Tứ không phải. Ồ, Tứ. Anh sợ lấy là bị bắn chết, em không dám lấy. Anh đưa cho em để anh nói chết em đúng không, em biết mà. Mẹ đéo hiểu sao kim tiêm đâm được 4 phát ạ. Dung lượng nhiều quá. Mở đi em rồi đi đi còn gì nữa. Quái mà, à riêng hết người mà. Bây giờ cái kim tiền nó vứt hiện trên của em là như không. Bây giờ ta còn đéo thoát được cơ. Về thì đéo được. Đây, đây cái thắng. Vẫn cứ thắng đi. Chết mẹ hết, chẳng tơ lại chết. Đâm chén này hao cái đường đào cứ đâm liên tục. Hunter còn hack cái mức độ ra cái màn hình được rồi, nhìn nó vẫn thong tay kìa. Nhân vật riêng vật Hunter anh em thấy quả tay. Tay không? Hách mà. Sang mẹ trận mới lại có kim tiêm tiếp thì vãi đá. Đúng rồi. Nó cần kim tiêm thì bỏ bà. Sao thấy cái kim tiêm chạy ra đi không lấy được. Can not quay. Đấy! Có người hách trong tim. Đéo người. À. Cảnh báo đấy, game cảnh báo rồi đấy. Van quát con mẹ nó rồi. Đây. Anh hơi buồn đến tờ nhá, xem mẹ phải làm cái gì bà theo sao đầu tiên không vào được game. Mình chơi vui em mà thì... Em thì thấy cái kim tiền nó đâm được nhiều phát thì em cứ đâm thôi. Có đâu nó đâm. Nó đâm đéo trượt phát nào ạ. Sợ nó trợn mắt đi, nó đâm em thì sợ quá. Mà đầu tiên là anh Tứ chết thì đúng rồi. Tứ chết là mình định ra bắn Hunter xong vốt xong luôn rồi. Thì đéo xong nào em đâm quay xong lại. Là em vẫn thấy cái kim tiền ở trên tay thì em đâm luôn mất nữa. Đâm quả đấy có một người nó đâm cả năm đi. Ờ mẹ quả đấy đã đâm hết. Hay là game đang bắt cái đấy nhỉ? Lại từ bây giờ lấy thì thôi thì chắc. À? Từ bây giờ thằng không ai lấy nữa nha. Nó bắn cho thì đéo còn dặn cái hồn người đâu em ạ. Ai làm mẹ lấy kim nữa lấy rồi. Thằng nào ăn đứng cho thằng khác lấy thôi.
mẹ luôn. Mẹ nãi người cả. Đấy nha, người rồi. Cái gì đấy hắn, sao Riku cứ cái gì đấy? Em ngứa hạo. Ngứa hạo hay là ngứa cái khác? Cái này không phải em nha. Không khác đúng không? Không phải em nha. Em đi đâu cho em nha. Đi đạt. Để cô sao lấy cho anh cái này. Ai lấy sợi ra không nào? Lấy Hunter nha! Hunter vừa đập màu xanh mà anh vừa đập chấp bụi cây! Hunter! Anh không cơ! Nó bắn lại tao nha! Chị hồi, đập rồi! Xử Hunter nha! Nó bắn giỏi quá! Bột luôn! Tao đâu? Đâu rồi? Trốn đâu ý? Hình như biến mất rồi sao ấy? Đây màu đây! Bú mẹ rồi còn gì ạ? Bú rồi! Dòng này dòng san của... dòng san của Namek nhá! Chẳng lẽ Namek 3 bán liền làm quái à? Tật chít mẹ đéo! Bố đủ rồi nhá. Mày lấy mẹ mày soi lần này tự tin đứng với mẹ trước này. Cái này lấy rồi. Đâu rồi? Tao bảo em không vỡ anh Dũng mà. Không phải Hunter rồi, bú hết sạch máu đây rồi. Bú mẹ tao ra nó bú thẳng luôn, nó không cần quan tâm đến ai đang ngồi đấy luôn mà. Ai chạy qua cái này không cần đây. Tao ở trong mẹ bụi cây nó không thèm quan tâm là tao có ở gần đây. Đi cùng ra đây. Thì nào là anh Dũng là ngồi xuống đây. Được rồi. Anh ngồi nhõng nhẽo, Hunter ra bú, tôi bỏ mẹ Blackout là nó ra nó đớp rồi các em ạ. Trốn đi. Đi ngồi rồi các em ạ. Ờ sao rồi? Ra đây. Ok. Yeah. Rồi tốt. Nhơn. Nó mới hết máu rồi. Đi công trì đi. Thắng một cái rồi. Em tới đáp rồi. Thằng nào cầm khẩu súng ăn được đấy? Toàn này, sau này. Bắn đi này. Sao chiều vậy? Ơi, okay. Em gặp anh thì em còn gì được chứ gặp mấy thằng này. Gặp không bắn được với chúng nó đâu. Trốn đấy thì thôi mày xong rồi. Tao đã phải mưu ma trước quỷ. Em còn. Hunter nó bắn rồi. Cẩn thận có con quái còn lại đấy nhá, nó lợi dụng tình hình đấy. Tìm cầu chì. Rồi, lắp rồi, tìm cầu chì đi, còn 42 giây. Còn một cái cầu chì nữa. Còn cái này nè. Mọi khi Riku là cái đứa rất hay đi tìm cầu trì, tại sao bắt này không đi tìm cầu trì? Hồi nãy em chụp hình con quái cho anh Tứ đó. Thằng Đạt bắt này không thấy bắn thằng Hunter thì nhóc nhỉ? Tứ với lại Riku không phải quái rồi. Cầu trì đâu? Đây. Nam Mách bù máu nhá. Rồi. Bù máu đéo thằng điên này. Ơi, giờ sao sang bên kia vớt luôn đấy. Mẹ vớ vả vẩn, thằng này bốc phép rồi. Mẹ thích tên thôi. Chỉ cũng Đạt tự nhiên nó lại bắn mình. Trốn rồi. Cái đầu chòm chòm đấy thì có anh em ơi, anh cái đầu chòm đấy thì ê mẹ qua cửa bên kia bên này trốn lên quanh đấy cho em ạ. Ra hai con quái nhá. Namek làm quái mấy giờ nè anh Tuấn, cái gì phải giò nữa. Namek giọng sạn mà. Thật đéo ra nữa. Đi mọi người đi lấy đồ đi, chia canh hay cửa đã, không cho nó vào. Canh rồi mà nãy giờ chưa thấy nó vào. Hay là nó em sang rồi sao ấy? Em hết đạn luôn rồi. Em hết đạn, hết mấy ảnh. Nó chạy nhanh quá, nó sang rồi. Trốn ra đây. Mọi người đi lấy hết rồi. Ủa, anh Hunter đây nè. Bắn đi. Em hết đạn rồi. Đây. Mày nuôi là mày chết đây. Sát binh này. Thế nào? Làm sao mà sống được? Anh Hunter, hồi sau nào, mà, kia, em, trên... không thấy, em không thấy, em chỉ thấy tên của hai bè xung quanh em. Từ từ lấy kiếm cái máy ảnh đã. Namek chắc là trốn trong bụi rậm đấy rồi. Đúng rồi. Chắc trong bụi rậm á. À, kia kia. Không thấy người đâu nhưng mà mày quá tối rồi. Mày mà nó trời tối. Nó không đủ máu đâu. Anh có bơm kim tiêm cứu người rồi nha, nên là cứ chết thoải mái đi. Này mấy con nó quái thế này gì thôi. Okay, không được cái việc đéo gì luôn. Không đâu hết nhở. Diễn kém lắm. Đéo Hunter lộ sớm thế. Hunter là bị tao dính mà. Em tưởng không trên núp. Nó mới cho em này. Xử đấy. Sao không thấy cái. Em mới đạt rồi. Xong rồi. Em là cũng tưởng chỉ có anh Vũ trên núp. Dính luôn nhá, dính hai đường luôn nhá. Ok. Em bên đường này nhưng mà em không có đạn. Em không có đạn. Namek vừa em giết rồi.
đéo biết đường có sang không cơ. Sang vào mắt nó có cái này chỉ có hai đường để sang thôi, đứng ở đây. Từ đứng ở đây với anh, còn cái đường bên kia thằng Đạt đứng với cả ấy nhá, đi cùng nhá. Chỉ có hai đường để sang thôi. Rồi ra đây. Một là ra đây đi Nam ơi. Ra đây đi Nam ơi. cái giọng mà ở đâu là trời ơi. Yugi với Kai Ba mà chơi với nhau thì không thể thắng được là đúng rồi. Để mẹ ba vắt làm quái ạ. Đéo ngờ đấy. Kìa, bơm kim tiêm kìa. Thầy có vẻ nhiều người thèm thuồng lắm mà không ai lấy à? Không, em không lấy. Còn em bị một lần em sợ lắm. Có bức được không? Thử xem có bức được không? Em sợ lắm rồi. Em mà rời ra chỗ đấy là tí em lại bị ăn kim tiêm đầu tiên đấy. Thôi Black Out rồi là đéo ai chết được rồi. Black Out là đéo ai chết được rồi. Rồi bây giờ chạy ra cái cầu chiêng này đi cô ơi. Đây. Không, có đường thoát rồi anh. Đây, xong rồi, xong rồi em lắp rồi. Ok. Ngon. Mở phát là xong luôn. Tuyệt vời. Đéo giết được. Tỉnh táo quá. Đấy, anh cứu dậy. Anh cứu anh Riku dậy luôn mà. Đùa thôi. Làm gì đã chưa gì đã hốt rồi. Nhưng em mở cửa em sợ kinh khủng. Chiều cái thôi mà. Gì đâu. Ở trong Hunter bán nặng thõng tay khổ. Mở được cái gì. Thế này hơi sạn, phải đi diễn thêm một khóa chứ đội trưởng đội vốt dạo thế này. Thật nào cũng bị diễn cái đéo gì. Nói à. Vừa mới diễn câu đầu tả, vừa diễn câu đầu tiên thoại đã thấy thoại khô rồi. Đạo diễn phải chỉnh lý rồi. Nói chung cái đéo thằng Đạt đấy, chạy ngay sau mình đéo thấy chứ. Cần đéo thì em cái giọng anh sai rồi mà. Ừ. Hunter chắc được hai ván, nói chung là cũng lẩn trốn được hay là máu. Ván này vào cái là không cần phải diễn gì cỡ cả, tớp luôn. Gặp ngay ông chú chư bụng đau thôi. Ông thấy hiểm quá đi. Mà nó nhìn thấy mình cái khu đấy rồi nhá, nó còn nhìn thấy anh cái khu đấy rồi nhưng mà nó vẫn như không luôn. Đâu quả lẽ em không nhìn thấy, em chỉ quay ra thôi, không nhìn thấy đâu. Chưa nhìn thấy còn bú máu làm gì. Không, ý là em đã gặp anh đấy một phát rồi. Vẫn... À thế hả? À, gặp ở đấy rồi đi ngang qua đời nhau xong rồi lại tiếp. Thôi Hunter núp trong bụi em không thấy ai, tự nhiên em thấy số 1 2 3 nó hiện trên đầu em nói ủa đâu ra số 1 2 3 nó hiện lên. Nãy người là này người thật rồi. Người nhá, lại là người rồi. Thằng nào cũng người thế. Ngon luôn. Đây là cái gì đấy? Lấy cho anh, à, lấy cho tư tô, lấy cho tư tô. Lấy cái này ra. Chị ra lấy nè. Mặc áo giáp. Đê, lần này anh là người, em yên tâm đi. Em cũng hy vọng là vậy. Sao nghe anh không biết yên tâm về em hay không? Đây. Đi với anh mà nói yếu thế. Cầm máy anh. Làm em kiểu anh Dũng ơi. Em phải đi thu lên đứng cái đây. Chụp hết mẹ pin đấy. Xem có giống một gia đình không nào. Tứ đặt cái đéo đấy Tứ. Đặt cháp phải quay đi cái đá mà. Đặt cháp đặt cho mình thủ chứ. À, một chắp đặt ở chỗ cửa ấy, cái cánh cửa đi qua ấy thì nó không bị đi theo người này nó an toàn này em này. Ok. ông ấy có máy ảnh, mình đi theo thôi. Đi theo thôi. Để mà ấy. Hôm nay không thấy anh em nào lên tầng 2 nữa nhở. Đông đủ đấy. Nhớ nhảy kêu này chắc phải quái rồi. Đi kiếm cầu chì. Đây rồi. Ở đây có 4 người này mà thằng Đạt thằng Tứ nó chạy đâu mà nó chả sợ gì à? Đi nắp cầu chê, quá chứ bú đủ đâu yên nắp tâm nha. Rồi. Ôi
không phải cái này đúng bản, cái này đúng bản. Đi của em. Không, em làm gì? Nãy giờ em đi cùng với em làm mất với em Dũng. Anh nghe giọng em vẻ người điêu điêu em thấy. Quái nãy giờ nó chưa bú gì mà, chưa thấy nghe tiếng gì. Nam ấy có làm thứ tư không nè? Nó mới là cần học khóa đào tạo một quái. À, kinh. Khóa đào tạo một quái. Có tracker đấy. Ơ kìa, rõ luôn. Rõ đấy. Di cu luôn đây, rõ di cu luôn. Lấy đi rõ di cu luôn. Đặt cầm nhá. Từ chút ở đây đã. Rồi, đặt cầm rồi. Còn ai chưa tới đây? Rồi, em này. Cu đâu đi, cu đâu? Em đây. Rồi, nó luôn. Đứng nhìn nào. Là người. Anh đi mà sao đi của bắn mẹ tao rồi. Em tự anh vô em. Em làm gì đấy? Em tự anh vô em. Em tự anh. Gì đó. Có một người tin tưởng nó ấy. Em bắn mẹ mất 40 giáp của anh đấy. Nó bắn tao ấy, bắn mày điếu đâu. Vậy chứ. Bảo thằng Đạt bú mấy binh máu này thì nó hồi này. Ông ấy vẫn cầm máy ảnh đi đâu, ông máy ảnh. Nhưng mà cái pha đấy sao đi cùi lại bắn nhỉ? Không, em tưởng ao lợt chứ anh Dũng toàn vô hay sao? Tao thấy có gì đó nó đéo lành thì phải đéo đi. Em cái việc tứ với liền nó đéo thấy nó đâu ấy. Bắt dạ. Cầu trì xong rồi bạn ơi, cái đầu tiên này. Báo công Vương Bác à? Đi cô em đi trước nha, đừng có đi đằng sau anh, đi trước. Đi ra cái chỗ cầu thang kìa. Anh có hạn nè. Anh có hạn em làm gì có. Tụi người đi được không ta? Có đi. Ở sau cơ. Sao cái gì? Quái hiền nhé. Quái rén rồi đây dám cắn. Chán. Còn một cái máy giò ở bên này. Tùy man thôi. Anh đây. Ủa? Anh Dũng đâu? Có tìm bố máu nhá. Ở đây ta đi cùng với khu không phải rồi. Vừa có thằng nào lên tầng 2 mà đeo thấy đâu rồi. Mặc áo xanh. Áo xanh là thằng Đạt mà. Kim đâu? À, không lấy đâu. Thử ra. Đây là đi. Thằng nào lấy đây? Nhặt đi. Em thử xem đây nhá. Em không có chuyện thử xem ở đây được. Em thử xem à. Cầm sớm quá. Thế là anh nghĩ là một con quái đi rồi đấy. Ủa cái này là màn cuối chưa? Bảo kê rồi sao mà? Bảo kê anh cái. Cuối rồi. Rồi. Nhưng mà anh đâu? Đây. Em đâu rồi? Em có thấy anh đâu? Cửa cái rồi. Tay. Ui. Ây da. Đi phải hai đứa lên ở đây. Đâu. Đẻ đi. Mày chạy rồi. Đi. Mình vẫn mẹ được. Mẹ không tố em ta. Mày quá khỏe cái này. Nhìn em giống Nam Mách quá anh thương. Khổ quá, chúng nó kinh quá. Mình đã lao ra mình cắn ngay thằng. Mình lao ra mình cắn ngay thằng kia rồi mà vẫn bị bắn kịp ạ. Nếu hiểu vô mà sao mình bắn được nhở? Làm sao mà giết được mọi người khi mà mọi người đã đầy đủ đô. Đấy, nhưng mà quả đấy vô, quả đáng lẽ là vô rồi là cái animation nó là vô rồi là không thể thoát được mà. Đéo hiểu quả đấy lại vô rồi mà nó vẫn bị mật ra là thì đéo nào. Vô xong rồi hình như có là cắn người bắn á. Xong rồi vô anh ngồi phải cắn nó cổ nữa cơ mà. Hai cứt mình chạy với hai con quái á. Đi em đéo xe. Riku đéo hiểu, Riku làm quái cứ đi cùng với mình làm cái đéo gì không biết. Đéo hiểu, từ đầu quán cứ đi cùng mình. Em đâu có đi cùng với anh, em đi cùng với anh Nam Ất xong rồi. Đi cùng với anh nhưng mà đâu có đi cùng với anh thì em phải tự tách đoán nữa chứ. Bây giờ hai con quái đi được. Cùng lại còn thêm bố Nam Bách thì khác đéo gì là mình mẹ. Đéo hiểu thì làm sao mà xoay sở được. Thật thề luôn đấy. Đéo thế nào xoay sở được. Ăn thì đéo được. Nếu mà bây giờ ông Dũng hóa ông giết anh mà em không chết thì là chứ thế thiếu gì nữa. Đã mình đã phải nói bao lần đi cu đi chỗ khác em vẫn. Em anh của mày ảnh em. Đéo hiểu. Vẫn diễn mà, diễn xấu phết. Đến tận lúc đấy vẫn diễn.
em chân thật, em không biết diễn cho nên nó vậy. Mọi người nha. Đạt óc nó dò ra đúng người con. Ở đây còn đi nữa. Điếu. Hello bạn. Hello đây bạn này. Đấy, ở đây có cái shotgun này. Đấy rồi. Ở đâu đâu, shotgun xem cho em, xem 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 xem. Chó em này. Em này đi làm kinh vãi. Kinh vãi à? Nghe giọng hơi thẳng. Cái công này hơi thừa thôi. Chỉ cần một đấy anh bắn trước mà vẫn bắn được quả. Ôi, được rồi, được rồi. Thôi được, được rồi. Ôi, được gì đây? Được rồi mà. Thôi thấy dương à? Cái này là loài người tự hủy hoại nhau chứ em không quan tâm bắn đùa đấy mà, quay ra bắn mày đéo đâu điển. Anh em hiểu mà, anh em hiểu mà. Bắn đùa thôi. Thua rồi, em không chịu ấy điểm rồi nha. Ông mạnh ở đâu rồi? Em mà tự nhiên ông cứ biết ở đạt tự nhiên mình giết thì mình kinh. Tao giết thì tao đã nhảy ra tao vốt phát cuối. 2-3 vốt rồi đấy. Thà trò thằng đạt nó ra vốt đéo. Làm mách quy tứ. Ê, tôi không giết mẹ em rồi, bớt đúng rồi. Ông chui vô trong cái cơ đi này ông bú. À, đi cơ mẹ đéo hiểu chuẩn quá. Anh chui vô cabin anh bú. Lội lẽo kinh khủng. Chui trong cabin bú à? Bú đâu? Vãi là cái bú. Pha mà nó giết lỗi mà. Hơi thô mà. Đạt nó là giám khảo Oscar từ mẹ mấy năm nay đã được 10 lần giám khảo Oscar rồi mà. Nó bắt vở nhanh lắm. Cách diễn viên. Cố lên kia đấy. Ây ây ây, từ bắn tao nhá. Thì em có đi cạnh anh đâu mà bắn? Hunter bắn tao rồi! Em thấy! Hunter bắn anh nha! Anh Tứ bắn! Ở dưới là anh Tứ! Em ở dưới em thấy! Nam Ách ván này không nói gì từ đầu trận nhá! Lại không nói gì! Em tối mẹ rồi! Tối rồi, không được! Nam Ách từ đầu trận không nói gì nhá! Rồi! Em sợ quá, em nói em chết! Em sợ quá! Sợ cái loèn! Thôi bạn ơi, lộ đồ đi, bạn chơi tiếp mấy đi. Thật. Chơi gì mà. Ra đây nè. À, Nam Bách ăn nha, Nam Bách vẫn màu xong nha, đi con mẹ. Đã bảo Nam Bách với còn, còn, với lại Tứ mà. Thôi. Đấy đi canh ơi, trả đây. Thôi. Không cần nói là biết mẹ luôn. Cần gì phải nói đâu. Nơi mẹ rồi đây này. Vãi cứt đường đâu nhở. Lại còn vãi cứt đường đâu nhở, cái câu này là câu quái là con lại con mẹ luôn. Lại một câu thừa. Câu này là câu chắc chắn quái mẹ luôn. Người đâu hết rồi. Ai bị vốt được kìa. Con này còn vốt, còn anh kia đã mất cả. Khó. Trốn đi bạn ơi. Trốn đi đâu. Bạn chết anh Tứ còn anh kia mất chảy ra bạn. Tứ này. Bạn đây. Nam ấy, Nam ấy làm cả Tứ này, Nam ấy rồi nha. Cấu. Đeo gì đã đâm chỗ đây con đây kia còn người đánh đâm bắn đâm bắn đi bắn đâm bắn đi rồi rồi đẹp mà đây cái đeo gì thì mẹ đập đầu ngay không phải đi ngồi ông đi ngồi chạy đến là nhìn thấy ngồi cái đeo tao đang ngồi một chỗ mày dắt vào đấy đeo mẹ thằng bạn mãi lìn đang trốn kỹ mới lìn ra thì tôi biết đeo đâu cái đấy người ta gọi là dắt voi về dây mà tổ đấy. Em còn có tưởng anh em còn cứu anh cơ. Đấy là em còn chưa kịp cứu mình lúc nào thì đâu biết rồi. Từ đâu sau lúc em cứu anh là em đi theo anh luôn mẹ. Công nhận bây giờ mẹ chơi cái trò này khó thật. Chúng nó chỉ cần mình thì chứ thì sau thì qua cửa sổ em thấy hai đứa vừa ừ cái đi cứu đứa sau đéo hiểu luôn. Mẹ như ma làm ấy. Tao chơi bù máu mà bông cũng đã hô rồi cơ mà. Nam Bách chạy cái dáng lúc cốt thương một mình trong cái EP đấy rồi là mình tự tổ Nam Bách mà. Mình còn cẩn thận, mình còn nhìn qua cửa sổ xem đội kia đi chưa hẳn. Bú máu nào đi. Tự nhiên mới ăn. Thế mà hóa ra là Nam Bách còn chưa bú được mình nào. Khổ em. Bú được mình đéo à? Câu chê. Đéo có câu chê chưa? Câu chê đây, đang đứng chắc một cái đây. Ủa vậy hả? Bú. Sao không thấy nó sáng? Bú cũng chết là đéo bú cũng chết. Đây có sáng mà. Hả? Ủa vậy hả? Thế thì nãy giờ mình đứng nhầm chỗ à? Mình kiếm cái khác. Có cái máy ảnh nữa đây, thằng đứa nào mà ra mà lấy này. Máy ảnh làm đéo nữa. Ây dạ, quên. Khổ. Các bạn quái chết sớm quá thì ra là cảm thấy nó nặng nặng.
mẹ từng mua mua từng ngày rồi. Thế hệ diễn viên mới có vẻ là khó. Còn đéo được diễn cơ mẹ, nó đã duyên duyên cái bú máu. Cái câu chi? Thật có được diễn đéo đâu đã được diễn rồi. Còn chưa kịp diễn mà, còn chưa áp sư ra bị đuổi mẹ ở nghề. Ao play quá. Ao play à, kinh. Hoa hoa rồi em đâu em nhìn diễn sau đó thấy cu đâu nhưng vừa ực thấy thằng này sau đó hiểu. Ở nãy em cứu anh xong là em đi theo hai anh luôn mà anh không để ý thôi. Thế ván này không thấy có cái cơm cơm kim tiêm đập đâu nhỉ? Để Hunter nó còn test. Hunter chết mẹ rồi sao? Hunter chết mẹ sao Hunter chết? Đâu Hunter chắc bị tứ cắn à? Không, cái đấy là em bắn chết anh tứ bị anh Namek bắn chết. Nhưng mà chết làm sao chết được? Không mà đâu có hai bot đâu. Nó chết bot rồi. Nó bị chết ngạt. Thật chết ngạt. Ông đứng rồi. Quả đấy quả đấy qua cửa rồi sao vẫn chết ngạt nhỉ? Qua cửa mà. Thế phải vào trong nhà mới ngạt. À đúng rồi. Đúng rồi. Phải vào trong cái nhà nhỏ nhỏ mới hết ngạt, tao đứng ở ngoài mới bị ngạt. Ra lại thấy anh tí rồi do thôi. Anh đang bị ngạt nếu nhìn thấy gì luôn ấy, đang khói mù như nào. Ê, rồi. Tí xem nó như em còn nhặt mấy cái làm cái gì. Trong lúc mà chưa tắt đèn thì bây giờ em bỏ nè. Không lấy kim tiêm đập luôn nhỉ? Không thấy đâu ấy, chứ thấy đã mẹ đã ngon. Hai đừng ai lấy. Đấy, kéo thêm một người rồi. Có câu chi đâu ta? Có người nhặt được kim tiêm đập rồi kìa. Có cứt. Ơ ai á? Đây cái chỗ này không biết phải kim tiêm không. Ô em đi lộn đường quay trở lại mắt đọc ơi. Kim tiêm em ơi. Đây kim tiêm rồi. Kim tiêm của người. Kim tiêm em ơi. Đi cua ơi. Không em chạy đây. Các anh hai cho em. Kim tiêm đây. Ra đây. Không các anh hai cho em. Kim tiêm cứu người mà. Kim tiêm này hay em mà. Em vẫn thấy cái đầu lâu. Ta đồn hết kia mà cứu người cái gì. Nhìn cái gì đấy? Nhìn cái gì đấy? Nhìn cái gì đấy? Trời ơi đi cu cả. Em lão ảnh nhảy luôn. Lão ảnh á? Lão tàu á? Lão tàu á? Lão tàu á? Anh phải cứu dậy em bắn tiếp. Đâu em nhảy luôn mà. Em đâu có chứ. Mình cẩn thận vẽ lên ra mình còn ngồi nóc. Nam ấy làm quá nhiều vẽ hồn nhỉ. Đi. Hôm nay ván vô Nam Bách luôn nhá. Ván này là ván thứ 5 mẹ rồi chứ nếu phải nào vẫn chạy mẹ luôn. Mình chỉ muốn kế quả kinh vãi. Câu thoại thừa thãi đấy. Tứ khổ. Kinh vãi. Nói chung là chỉ cần một ly một tí thôi các em hiểu không? Chết ngay. Khó. Thế nhưng mình thấy là cái ván đến tận cuối cùng tôi đi cu với lộ là giỏi rồi đấy. Bây giờ chỉ cần không lộ thì đã giỏi chứ đéo cần phải là dám biết chiến thắng luôn. Máu nhau dám bú. Người nhau dám viết. Mày cuối còn kiếm được mình ạ. Đéo hiểu nhìn máu thèm đéo chịu được mẹ sau quay sao sọng thì con chó mách đi cùng mẹ bực. Ai lấy cầm mấy ảnh đi theo đi ai biểu ăn cầm mấy ảnh chứ đéo hiểu mình nói đi với ông ấy an toàn đấy có quái là ông ấy chụp đi thì đéo ông là quái. Cầm mấy ảnh từ đầu đến cuối ạ sợ thật chán. Riku ấy quả bị thằng Đạt dò lại còn bắn luôn chứ khổ. Chắc em là không nghĩ... biết em phải nghĩ chắc... sẵn. Chắc chứ là nghĩ là... Còn em phản làm sao được, một khi em đã đứng cho dò rồi thì là em xác định luôn. Chỉ có chạy ngay thôi. Thì chắc... một là em với anh Đạt cùng chết. Hai là em chết thì em cũng... Người ta sẽ bắn em, sẽ vốt em. Chứ ai người ta... Bắn làm sao được, không đọ được. Nghĩ Riku mình đã chạy ra mình. Cứu em. Gì đấy? Mãi người. Yeah. Tốt nhất là tôi đi trốn luôn. Mày mắt cười đéo vào được. Vào trong nhà tắm này là mấy ngày trong này an toàn lắm. Bây giờ em bảo anh chỉ đường cho em, chắc em chết mẹ trên đường đi quá. Không nhỉ, nhưng mà công nhận nếu mà mọi hôm mà là Vũ. Mắt này có tìm đường phết. Mọi hôm mà là Vũ thì mẹ thì chắc là đã bị vốt rồi đấy. Nhưng mà may cho Namek là mẹ ván này là thằng Đạt. Nó lại không mẹ thù mày đấy. Ai dụ gì mình báo ai dụ gì báo ai dụ gì thì báo. Nghe nhìn mình báo làm sao. Bú thì đéo bú đéo hiểu. Ai bảo ơi. Mày cái lìn. Em bán anh Dũng. Em bán anh Dũng. Đây em ngồi anh dịch lại. Em ngồi anh dịch lại. Nhưng vấn đề là anh đang nhìn anh có bắn cái đéo gì đâu. Anh có hút bú cái đéo gì đâu. Sao anh đưa anh nhìn. Thì anh được hoạch lại xem có thằng nào gần cục đó là bên phòng mình kia không chứ. Đéo hiểu, bên kia phục bóng bây giờ. Đó. Mày... Chắc không phải là chắc không phải.
Em đang ngồi đấy em dịch xem ai ra. Tiêu hiểu mình mà. Mình đang ngày nhìn khách bịch bóng kia cái hoàn tơ em vậy. Trốn rồi. Trốn kỹ lắm rồi. Cái này gì ta? Ờ sống nè. Tớ quay lại. Rồi để anh cho. Ơ đi con bé. Nó bật lấy à. Tính ra là anh chụp ngay trước anh Tứ luôn á. Ngồi đây mãi mãi. Ngồi đây mãi mãi. Ôi lấy cụ chí đấy ngồi một chỗ. Tuy nhiên cụ chí chết ngạt đấy. Em chặt được cái rồi nhưng mà game này giờ nó tối hơn đúng không? Đâu, đang tối thì chả tối hơn cái gì. Rồi em ơi, mấy này em bị mù đâu. Có thì đâu đi cu đến gần. À không, nhờ? Cái này không phải. Đây, có lắp cái này xong rồi. Rồi, vẫn còn cái nữa. Em bị mù đâu. Anh, tân cầm đây rồi. Đéo biết đường. Hết mẹ đạn rồi. Tí mới bắn nhau cái gì đây. Sao thằng nào cũng bảo lắp cầu chì mà có thấy mẹ cửa mở đéo đâu. Không rồi. Anh mở. Giờ cửa ra ở đâu? À tao vừa nhìn ra bách đâu nhở? À đây. Anh tưởng là ngồi một chỗ cơ mà. Đéo nào lại. Em có kim tiêm cứu người ấy. Đừng giết em. Tay cầm kim tiêm này. Ơ nhà mẹ được à? Cái cửa nào? Ủa? Đéo ơi bắt một chút chết à. Đéo biết thì con mày. Con mẹ thì là cái nào? Cái gì vậy? Em tưởng mình. Tầng này. Tưởng em đã xe được. Em nhờ tới người cũng xe được. Đây. Ok đi. Ở trên cơ mà, Namek ở trên. Ở trên. Đúng rồi, ở dưới. Đúng rồi, đấy. Dưới. Tao đã ở dưới mà. Nhớ về thằng Namek trời ngu phải định chạy. Cứ chạy ở trên. Phải xuống dưới. Em muốn chơi. Lên trên. Tao bị lừa phải lên trên cùng. Ở đây. Vô tổ. I've got my eyes on you. Hắn tôi em đặt cái gì vào anh đấy? Em vừa mới I had my eye on you và em đặt mẹ vào anh để em dò đúng không? Đâu ấy, em nghi anh, em cứ nói mẹ ra đi em, tại sao em cứ phải chơi cái trò như thế nhở? Em cứ đặt đâu? Em phải thừa thái để em đặt thôi. Thừa cái loèn. Bởi vì anh Abex, anh Abex là bị đặt rồi, thế đây là còn mỗi... Thả cái lấy cái gì đây? Talking talk anh ạ. Chết mẹ đạt rồi. Đi con. Ủa, cái này mày không cứu được hả? Cái này mày không cứu được. Ông bắn tao rồi. Ông dùng mấy con kẹt đi. Mày. Anh Dũng nó bắn quái rồi. Không. Anh Dũng kế bên em. Phải cần lìn anh Dũng cần cao. Tu. Không, em đi cuối thú, chứ không phải nhá. Anh cuối thú chứ. Không. Đã rồi. Đi cần mẹ. Đâu hiểu. Mỗi anh đạt rồi. Nắm một cái của chị đấy. Đây em lăn cái rồi. Ơ sao còn đeo hay đeo cắn Riku nhở? Đây em đừng tránh xa anh ra. Em không em tránh xa anh ra. Em thề luôn là em có chiếc đèn cái này. Em đứng ngay cạnh thằng em đứng ngay cạnh thằng Namek mà con quái nó đéo vồ em nó lại vồ vào thằng Namek thế nào? Là sao em biết? Nhưng mà em không phải quái. Thế thì em đi trước đi. Em đi trước. Em đi trước. Đây xong rồi. Cái này cái gì? Em hết mẹ đạn rồi. Tay cầm đạn, kim tiêm trúng người sao đéo tự cắm được vào người mình nhở? Chích mẹ một liều đi. Ủa đúng rồi. Cái đường này là cái đường mình lẹt hồi nãy mà đúng không? À. À này, có mấy giờ đấy? Ôi, anh đạn vào lẹt anh gì? Không sao, không vấn đề gì, Mình có chí lên, không sao. Đang chặt mấy giò. Ôi, cậu nhìn ra em đi. Đẹp quá. Giò em đi. À rồi, em có mấy giò rồi. Kìa kìa, bắn nhau bên kia kìa. Ông đàn đi nha. Con mẹ. Anh phun giáp. Khó quá. Đàn ốc này. Rồi, thế đi biết ai cuối rồi đấy. Thế còn là ai? Khó quá. Vì cô phát đấy em có vô không đấy? Có. Bờ, em có mấy giò đấy. Cái này đi em. Em có máy giò này, nhưng mà được anh cũng giò ai. Giò đi cu cho anh, giò đi cu cho anh bởi vì là cái pha đấy mẹ. Pha đấy là pha mẹ. Giò đi cu cho. Dạ, nhà em đi. Ông Dũng đấy. Ôi giời, chưa giò mà con kia nó gào thét rồi. Giò đi cu phải nhá, Ơ, ô này, ô sao cái máy giò của em vẫn còn này. Giò đi mẹ, lại hết rồi. Lại hết con mẹ rồi. Hết rồi. Giò thêm người nữa. Đây, giò anh luôn.
đéo gì không ông thế nào nào xong cho anh luôn từ đây ra đây đứng với em dò mẹ luôn đi ra cho anh bọn anh ra cho em dò luôn này đúng là cái chỗ ô bốn slot này cái slot bốn của cái kim tiêm này lại lỗi rồi còn vậy cái gì đấy có thể ông em mở em nào mở ơi đi à bắn đi em ơi đi cũng khác gì nhau đâu nhưng ít nhất còn đéo bị phát hiện thì khó đéo chịu được cơ thể Hunter lại còn được lại có hắn khách như thế thì đéo anh chơi mà nó đúng cái slot của cái kim tiêm lúc vào bàn trước luôn slot 4 kim tiêm vào slot 4 cái máy gió là slot 4 gió xong rồi mất cầm cứ vào slot 4 à thế là từ bây giờ ưu tiên để Hunter lấy máy gió nhá là thắng luôn rồi nó làm quái nào hả không nó làm quái đi thì thua luôn rồi sai một lần thôi chúng nó có cả máy ảnh nó có đạn khó lắm anh em ạ quả đấy mà chạy được thì thắng rồi quả đấy em bú đầy máu rồi đéo chạy được bắn thua từ đéo hiểu sao mình đầy máu mà anh phun rác phun máu mà bắn là chết được ủa vậy thế này mà lúc mà anh Đạt biến quái ra cắn tụi em mà anh Dũng còn có mấy đây ảnh chụp như thế luôn chứ đâu Đạt cắn thế nào với cả tao chỉ ấy thôi cầm anh chỉ cầm súng anh bắn thôi anh còn chọn đúng 5 mech mà anh không giết em mà bởi vì anh mech có cứu đéo là nào mà sống được mà khổ 5 mech mà ông Dũng cắn tao 5 mech là phải chết rồi bây giờ làm quái cũng khó thật thắng một ván khó thật anh ơi, đi làm quái anh nhá. Thế à? Tại sao vậy? Tại em sao? Em đang đứng gần sát, đứng ngay trước mặt em bú luôn ở cái rồi chạy đi. Thôi thế thì không. Sao đi cô em lại thay đổi cái phong cách chơi của em như vậy? Em đang bảo rồi cái mắt này màn một đứng đừng có bú. Ai bắn đây? Anh à, đâu bắn tao đây? Không. Anh à. Không. Cua ra cho bớt em này. Vô này. Trời ơi, sao em bú rồi. Chính thôi em ạ. Ba thằng đứng ở đây đều có đứng ở kia lấy con kẹt à? Ừ thì sao lúc này được nghe, nhưng lại canh không có ai rồi. Nào, sơn tinh thủy tinh các bạn luôn nào. Cho chung bãi đôn này, cho chung bãi đôn này. Nào, chung bãi đôn nào. Nhanh lên, tứ đi bù máu hết rồi kìa. Ngày nay tứ đi bù máu, tứ là người vốt mãi. Mẹ thằng chó kia cố nhanh đâu, tao bắn bỏ mẹ rồi. Con mẹ bắn bỏ mẹ đi. Đầy. Làm bố, làm bố, làm bố nha. Đôn này đi. Tứ kia nó mách hình như là à không vâng. Tớ cũng em ơi. Từ cái đấy. Rồi. Hay là Riku, sẽ Riku à? Em mẹ em. Em bị chết rồi mà. Bữa mua người bảo là không biết tứ được sao nên muốn sao này. Em giỡn thôi, tại mọi người bắn em cho nên em hồ. Thôi, anh tớ cứu em ít rồi. Ơn phần, anh xin bạn anh mà. Ờ, là quái ơi. Nhanh quá. Ai tóc ai lên tầng 2 này bù máu à? Có thằng tóc đen, xin đen nó nước ngọt lên tầng 2. Ờ không, có một thằng tóc dài nữa, chạy trước là Tứ Tô. Không nhưng mà Tứ Tô vừa giết đi cũng không thể được. Tầng 2 mới lắp được cầu trì, không lắp cầu trì đi lên tầng 2 còn gì. Còn một cái cầu trì rồi, còn một cái cầu trì rồi nha. Lắp nốt nha, lắp nốt nha, xong này. Rồi. Rồi xong rồi. Ok. Ta không biết mà định luật lên tầng 2 là ta thấy Namek với cả Tứ nha. Đêm rồi lên tầng 2 lắp cầu trì chứ không lắp được lên tầng 2 được. Ông Dũng một năm miệng người này để loài người giết nhau à? Ừ. Cách nhặt đạn nhanh. Đúng rồi, kể cả tao là người là tao quái, tao phải muốn loài người giết nhau hết mà. Chuyện bình thường mà em. I'll take this. Bây giờ mày làm sao? Bắn à, bắn à, mày làm sao? À, làm sao? Anh làm sao? Làm mẹ sao? Ra đây. Ra đây. Nhớ ra. Có mấy con này, có mấy con này. Có ra, tao cũng đéo ra hết con mẹ máu rồi. Ông Dũng rồi. Lấy đi mà dò ai thì dò em. Lấy dò ai? Bây giờ tập trung ra. Em ghi ai? Anh là Bách, anh là Bách phải không? Dò thằng Bách cho tao. Đấy, ơ, thằng Bách. Đây, nó đây này. Chạy đâu đây, một đi cứ nói dò đi, mà đi đâu ấy. Đấy. Từ từ, chạy bình máu đã.
Từ để anh hướng anh hướng súng về chỗ ông Dũng á. Đó. Rồi, rồi, em chỉ cần nói một chữ đến khi phát lệnh bắn ngay. Mày đứng sau lưng tao. Rồi. Mày bảo tao người phát là tao bắn ông Dũng ngay. Ông Dũng đẹp. Quay. Đi con mẹ. Đêm con mẹ nó rồi. Làm người mà như làm sâu em nhá. Anh thấy là em diễn hơi sâu nhá. Là em diễn hơi sâu. Anh ơi, em hơi câu giờ những cái lúc mà em ấy nhá. Có một vết sạn của em rồi nhá. Câu giờ gì cơ? Câu giờ lúc mà chuẩn bị tắt đèn. À, chắc chắn mà. Đúng là bú được ở dưới nha. Quái tầm 4 đấy ai, tầm 1 đấy sẽ biết được ai con quái này. Sạn rồi đấy. Ôi giời. Quái luôn. Thế nào đây? Đây là ông Dũng rồi, ông Dũng đứng từ bình máu bị bú đứng lên. Đéo hiểu bị bú cái con kẹt à? Vừa mới bắn cái đấy xong. Để em chạy lên, để em chạy lên. Ôi sang rồi. Đi về. Pháp sư tứ tổ phán câu nào là sợ câu đấy. Nó sẽ là cứu anh Dũng rồi. Cứu đéo đâu, anh chết rồi bây giờ sống lại đi. Anh chờ được. Ông Dũng là quái nhá, ông đi từ cái bình máu bị bú lên đây em ơi. Cái cần lên đi từ bình máu bị bú lên nè. Pháp sư Trung Hoa nó phán kinh quá. Hunter. Láo em nghi thôi, em cứ bắn để cho mất đồ thôi mà. Biết đéo có đồ mà mất. Trên răng dưới cắt tút. Đéo hiểu đen với ai. Bảo là anh bắn xôi. Anh đã mất rồi. Anh hết nạn thôi. Anh con quái. Thế thì cô oan à? Quái nó hét lên thế. Cô oan mà oan thì anh muốn hết chứ mà em sao oan được. Em bị oan. Oan thì màu. Lôn cái oan. Cứ ngồi đi này, quái ngồi đi này. Quái ngồi đi kia rồi. Người đi bằng hai chân, quái đi bốn chân. Thằng đéo đang ngồi đây, mẹ còn ngồi trên đây làm cái nhóm gì. Xuống mẹ. Từ sao bị bắn. Chạy đi nhảy lại, chạy bắn. Chạy nhá. Chạy góc thì vãi loèn. Đánh ra hôm nay là quái chưa thắng được trận nào. Có, mà Hunter thắng mà. Là từ mẹ đâm tới em à? Không, Hunter ván đâu, ván Hunter khác. Lúc đó là ngồi mà. Có một ván làm quái mà anh tin em gì? Anh tin em gì? Ta làm quái. Hunter với Riku. Hunter có đoạn câu giờ. Thế tại sao nó nằm bị chết? Thì thằng anh tư bán rồi. Anh tư bán. Cậu mẹ. Anh tư bán kém. Điện tay hai thằng nó đang ôm nhau thì mình điện tay đưa nó đi nốt. Mày vào như thế, tư nó bắn luôn. Oh. Nào mấy hôm nay thay vị trí của Vũ rồi anh em ạ, đéo được chơi thì cứ vào là. À không, mà thằng nào mới là mấy ván không làm quái rồi đúng không? Đó là chắc chắn là làm. Bởi vì làm cái đã một hôm nào ấy mà đã bị làm quái nhiều nó sẽ bị dừng lại khoảng 2 ván. Sau đó ván tiếp theo là sẽ làm quái. Thì 2 ván vừa rồi tao để ý thằng nào mấy là không phải quái rồi. Thì lại trốn thôi. Trốn sao được. Trốn sao được. Không bao giờ trốn được luôn. Đây là tôi phán luôn từ đầu trận luôn nha anh em, sẽ biết là cái này. Thằng quái mẹ đây còn được đi bù máu đi. Anh em hãy ghi nhớ câu nói của tôi từ đầu ván luôn. Từ à quên. Damage. À không, tự nhiên bị nói tứ. Chứng tỏ là phải có một cái điểm gì đấy. Điểm anh ơi, điểm. Đúng rồi. Tứ và damage. Chắc in. Pháp sư, pháp sư. Tự nhiên mồm nó lại phọt ra, chứng tỏ là phải có một cái thế lực nào đấy nó siêu nhiên muốn cảnh báo để mình biết. Là tối là anh sợ me đúng không? Em là người nhá, không phải quái đâu này. Đừng có bắn. Đúng rồi, anh em mình đi giết người. Ê, mình giết luôn. Dưới vụ này em đúng không? Từ nó đúng điên em là quái rồi. Tại sao em đứng gần anh? Ủa liên quan. Từ nó điên rồi. Em đứng ở đây trước. Đứng gần anh là anh như là quái rồi. Em đứng ở đây trước luôn. Anh tới gần rồi anh bắn em đúng không? Anh đang đứng im, tại sao em chạy đến? Không, em đang đứng im, anh chạy lại anh bắn em thì có. Rồi, rồi đi cuộc phát rồi. Anh hơi sâu rồi đấy. Đéo tôi kẹt. Sao lại đi theo anh? Đánh đi theo anh đúng không? Nào mấy thằng lắm loạn đấy kìa. Súng anh nè. Súng này. Đánh xa anh ra nha. Anh đánh xa anh ra thì có. This shows us who's boss. Đi cua rồi. Không, đùa thôi. Vui. Đùa thôi mà. Skip đi.
hai con quái nó bắn nhau để nó giả vờ à? Bài à? Không có thể. Hunter đã chôm nó ra được khẩu súng gan nhanh đi lại coi nhanh như là súng rồi. Em thấy ai lấy hợp gan này? Đau xét em nằm trên cái chỗ đè đè lấy súng rồi. Em chết đéo đâu mà xác em cái gì? Hồi nãy em nằm mà. Mày nằm trên đè lên kìa, kìa. Cái gì cơ? Riku nằm xuống, Hunter nằm đè lên á? Trời ơi, bảo là Riku đè lên cái chỗ lấy súng gan. Hunter vừa đứng đây vừa có thấy ai đi ngang qua không? Không, em có thấy ai đâu. À. Đi đẩy, đi đẩy xe lăn nhá. Đâu? Xe lăn đâu? Đầu đầu trắng héo ấy. Ôi đít mẹ. Ý trời. Ủa cái gì đấy? Ôi, ôi không, em chết rồi. Ờ im đi này, chắc này ông Dũng rồi. Cắn xong đều lại luôn. Đéo hiểu cắn xong im cái con kẹt tao đây này. Xác em nằm đây rồi, các ai có kim tim không? Tao wow, sẽ có cực độ chỉ không đây. Có rồi. À vừa chạy qua nhở, đéo nhìn rõ. Không phải hay mà đi sau lưng em, ai hay đi sau lưng em là quái hả? Tự nhiên quay sau lưng thấy hay con quái luôn. Em không nhớ. Đéo phải là anh. Thế nào? Mày dò này dò rút trước, có mày dò này dò rút trước. Đấy dò luôn đi. Từ đi là kiểu lướt đi này. Lướt đi là giống con đạp trận làm quái này. Ông cái gì đấy? Giống đạp trận làm quái cũng lướt đi à? Anh làm quái này. Mày sắt găn mày dò ai? Thằng này sao lại bắn Hunter thế? Nó đi giống thằng Đạt trận làm quái. Một phút nữa. Thôi quái đã mất nhau rồi. Hết con mẹ rồi. Đâu ạ? Anh làm cái đâu? Cho nó mất shotgun. Không cho mất shotgun nữa. Thôi trốn thôi. Đằng đéo đã chết đến nơi rồi. Đi mà chết. Ông Dũng đã xuất hiện nha. Nhiều ông Dũng lắm. Hả? Ngồi đây thì đéo phải chết luôn. Tao đứng ở giữa cái map 2 luôn đây này. Còn mấy dò sao bảo ra đi dò sao anh không ra? Thì tao đứng ở giữa map, mày có thể ra mẹ đây. Ra đây em dò. Tao vừa đứng trước cái chỗ xác của thằng gì vừa nằm bên này. Đéo có hiểu. Tao không biết mà có thằng nào vừa nằm xong tao chạy ra nó biến mẹ mất. Có vẻ sạn đấy. Sạn thằng em. Không thấy anh em. Chụt. Này đéo chết đâu. Kinh đéo gì đấy. À, trốn rồi đấy. Tìm ông Dũng giết đi. Đó tứ cắn tao nha. Nói còn sống không? Chết rồi. Tao trốn kỹ mà. Đi 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 em, tiêm em đi em có cái tiêm, em có cái tiêm. Mà giờ đi đâu? Anh tận tí luôn. Tao không biết tao đi đâu. Tìm cầu trì đi đâu. Tao còn đâu biết tao đi đâu. Tao qua đây à? Đi cầu trì đi không chua. Đéo hiểu. Bật đèn pin ui hình như ở gần đây. Mày vừa bú máu à? Nam Mách vẫn đéo biết là mẹ tao bị thằng Đạt nó cắn chết từ đầu con mẹ nó rồi. Nam Mách vẫn đi về đéo hiểu. Vâng. Ngã rồi, bị nó cắn chết mẹ từ nãy rồi. Đéo đâu nữa nhỉ? Nó mấy rồi? Sao kìa? Nhìn anh em thấy không? Đéo không biết nó đâu rồi. Đây cậu Chí đây này. Cậu Chí đây Đạt ơi. Đây em ra đây. Cậu Chí rồi. Ôi. Em ra đây. Mẹ chết mẹ hết rồi. Nhìn anh thêm cực kỳ lắm. Người chết hết rồi mà anh thêm vẫn. Đéo lấy đường đi theo đâu cả. Ông phải đi theo tôi, đéo hiểu gì mình lẻ thấy bị bắt hết. Đéo tìm thấy ra mấy đâu ạ. Tứ Thanh Long không, anh Dũng ra cầm ngực chân lên dốc ngực xuống. Mình ra xuống trong bụi ông lôi ra, đéo tứ hiểu. Tứ đang ngồi đấy định bắn Đạt. Tao thì mẹ mày hạ thủ gay định phối hợp nó phải đéo nhanh nhở. Đéo tìm được đi đâu mà. Có ai bay được kìa. Ai văng nhỉ? Ai văng đấy? Ai văng đấy, em không biết, em áo đỏ, tóc vàng. Buồn cười, mình ra giúp ngược. Em văng.
À Rico văng à? Thế là chủ phòng lại văng còn thằng đéo nào? Em không biết. Có thêm vẫn chơi được thêm tài nhá. Tài. Ai là chủ phòng này? Răng cái răng. Không không, em trai lại được, em trai lại được. 1 2 3 thì em chơi luôn rồi. Hunter bắt đầu đi em. Hunter bật lên đi em. Bật lên đi em. Tiki Taka hay quá, ừ quả hay. Kình phối hợp, kình đấy. Đầu tiên là phối hợp coi như là tiêu diệt tứ, sau đó phối hợp tiêu diệt Hunter. Khổ Hunter giữa hai con quái. Khó. Khó. Quả đấy, quả đấy, quả đầu tiên hơi đen, giết nhầm Rikusan. Ừ. Mình chết quá, mình nấp từ mắt một ra ngoài. Em quay lưng quay lại không biết hay đi đằng sau. Đáng nhất là Rikusan nên để cuối, giết được con quang, người nguy hiểm đầu tiên. Đúng rồi, tiêu diệt tiểu tứ Hunter. Bồ mẹ nhầm Rikusan. Thế còn Namek Miku cứ để đến cuối cũng được mà, là vấn đề gì. Anh em ơi, mình phải hợp sức lại anh ơi. Đúng rồi, anh và em sẽ đi với nhau. Đúng rồi, được. Là một dạ. Đúng. Chết cả đôi. Chết cả đôi. Có chắc là đội vốt dạ không phải là quái không? Chắc chắn. Cảm ơn anh em. Ván này ván anh nhìn thì nó mới là quái đấy. Sắp tới Halloween làm gì game gì? À, thì ván vừa rồi là tiền đoán của anh đéo đúng à? Thì Namek vẫn chưa làm thì ván này chắc chắn nó làm. Ba ván rồi không làm quái. Mẹ. Anh em hãy quay lại đoạn clip này. Ván này là Namek. Đấy. Okay. Còn tứ hay không thì tôi đéo biết. Đấy. Em người rồi. Đi vào đoán đúng vẫn lìn ạ. Chắc chắn là đúng chứ còn gì. Quái luôn vẫn lìn vậy. Những cái map như này là anh cảnh báo trước cho các em quái là anh sẽ nấp trong bụi các em nhá. Mỗi lần nấp máu hãy nhìn trước nhìn sau. Hunter ơi đang này không? Ủa? Người đấy ai đi qua đây? Nói ngay làm gì? Anh sắp chết quá. Dạ. Đứa người ở đây ăn bú cái bình máu ở đây luôn mà em, không hai đứa nó là ngồi cạnh nhau. Em từ vừa chạy từ đây cho đến sau em đi vào. Đứa này luôn. Đội vốt dạ à đi này. Em đứng với anh Hunter thì anh em mới chạy vô. Em đứng với Hunter thì anh em mới chạy vô. Thế đéo là thế đây em bắn này, em vốt là Namek cho anh, vốt là Namek cho anh, không biến chết mày. Ủa cái gì bị ăn sao đây? Thằng Namek rồi, thế thì làm Namek rồi. Rồi nữa. Thằng Namek rồi, nhanh nhẹ. Xong rồi. Làm cái kéo thì cũng chết. Sao anh núp đó là gì? Anh sợ chết thì anh núp. Đội trưởng đội vốt dạ không vừa vào. Cái gì đấy? Vừa mới vào mà đã coi như là đớp thế này thì hát máu thế này thì... Ý là trong hai người có một người là quái đứng ngay bình máu mà. Đâu, no, em với anh Hunter đứng lấy cái tròn tròn đằng kia kìa. Xong rồi hồi sau em chạy ra thì thấy anh Namek. Thịt lại còn ngồi trong bụi rồi. Có làm được cái gì đâu. Chả được làm cái đéo gì cả. Từ em cứ tần gần em nhìn gì anh này. Em xem có biến quái không? Ôi! Cái gì vậy? Quái bị chúng tôi. Ê, ông quái kìa. Đi. Cùng có vẻ trong cùng sơn tí nữa. Em không thấy thôi. Bắn cái quay đảo hơi to nhá. Ai đó tìm Hunter. Ông dũng đào to cái con kẹt. Ván này chắc chắn là Hunter. Em không có kim tim cũng được. Em đang gì? Em làm gì? Em hơi xạ chứ. Ê, các anh cứ ra đây cho xem. Đây. Câu hỏi của thầy coi như là hỏi học trò cái là lộ ngay mà. Ừ sao? Làm sao? Cái máy đang xoay không? Máy nào xoay? Lại đi nuộn rồi. Máy kia kìa, nó chỉ kìa. Cái máy đây là cái mà. Cái cầu chì mà. Cái chỗ máy của em lấy đồ ấy, nó quay quay ấy, hiểu không? Đéo có cái máy nào đây, mỗi chiếc Hunter đứng cứ giật như kiểu thẩm du, đéo hiểu. Đây là các anh có thấy là anh em chặt cái tầng 1 là nó quay quay mà không? Nó không biết đâu. Anh em Hunter này. Rồi. Đây tôi coi như là tôi chụp một bức ảnh Hunter cho anh em nhìn rõ ràng Hunter chứ. Đây là. Đéo hiểu làm cái trò gì luôn. Ở cạnh đó. Các anh đâu đéo với anh đang ở ngay sau lưng em. Em bị ao disconnect con mẹ rồi. Ừ, Hunter bị đi rồi. Ôi ôi. Chụp em ơi, chụp. Em hết mẹ nợ rồi. Hunter nó phân bóng à, đi chơi. Khổ. Bố là con quái là người thành người.
Tứ rồi, Đạt rồi. Khổ. Không, anh Tứ chết rồi, anh Tứ bị quái cắn chết. Thế là con chó Đạt rồi. Đạt ra đây tao mẹ giết luôn. Solo đây anh. Mở cửa rồi. Thế nó bú kìa. Nghi ông Dũng là khoái với lìn. Còn hô hoán. Tao đứng trước đục náo toàn e cho mà xem mày này. Đéo thấy gì chưa? Biết anh ấn e hay hay anh đúng anh. Rồi, rồi, chết rồi anh. Không cho nó ăn máu. Đó. Hết mẹ nó đạn rồi thì còn chơi với gì cũng có ngại không chụp cho anh của anh này sống rồi. Không không thấy. Ôi con này con quái lướt qua em xong rồi em kim con quái ở đâu. Ôi con tao rất đạt chưa? Thấy em bị cắn rồi. Hunter ao con mẹ rồi còn chơi bời gì nữa. Vâng em lúc quả đấy chắc bị đít rồi. Ây da thì mẹ nó khỏe quá. Game lỗi vãi cả đái ạ. Thế còn mỗi mình này thì vốt thì đéo chết được. Để lỗi mẹ rồi. Đéo hiểu. Đã còn 3 vốt thì chơi đéo gì. Một đấu một anh. Một đống một cái quái đang ngồi xuống anh di chuyển thôi. Anh thì xử thằng Đạt thì dễ mà, anh hiểu nó mà. Có mấy ảnh ăn mà, có mấy ảnh là thắng mà. Anh vợ nó bắn làm mất mấy ảnh rồi em ạ. Giờ kiếm mấy ảnh khác. Ngồi xuống đi tìm kiếm mấy ảnh khác đây anh ơi. Vẫn chắc là thấy tên thằng Đạt bỏ lòm với tôi này còn bảo ông cũng là quái đấy. Ngồi xuống. Đạt này. Bị quái đi đây. Biến vào mắt. Nằm ở đây luôn biến vào mắt. Đi coi thi nhanh. Kiếm cái kim tim giết người anh tự lấy được mà. Đấy, đấy tạm đồ đi, đấy có cái máy ảnh nào không? Đéo có luôn, khổ. Lấy đâu ra máy ảnh nữa, chờ chết đây. Thằng Lam mới đẹp quái đúng không? Nghỉ lắm. Quái còn đéo gì nữa. Chả làm bò liệu khi muốn chết đi. Ngồi im nó bụi chết đi. Làm mấy kém quá. Có được làm cái đéo gì đâu mà kém. Hunter khổ, tự nhiên lại bị ảo khổ. Nghi ngay sang Hunter. Các anh ra đây mà xem cái máy tròn tròn này này. Chả thấy cái máy đéo gì cả. Cứ thấy Hunter cứ lượn. Nghi một chỗ đi sẽ. Cái map này dưới chỗ này cứ mở sau này chỗ này được. Thằng đấy tìm cái đéo được anh. Cho không tìm sang làm mẹ luôn. Má là toàn bụi thôi mà. Ủa? Đi cơm ơi! Sao nó thấy được? Nhớ rồi sao nó nhìn thấy mình à? Rồi, có một bước đi ra ánh sáng rồi. Mình đã đấp vào sắt, Đạt còn chạy qua chứ. Đi qua được mà. Em phải nhìn đâu đúng rồi mà, em mới hóa chứ. Đi. Nấp chạy mà vẫn bị bắn. Đâu nhìn thấy rồi, thằng Đạt mới hóa lên. À, đánh đi rồi, biết địa chỉ ở đấy rồi. Mình đã phải lùi lại vì vậy khổ. Đạt cân tất. Đấy, cũng pha đấy Hunter khổ quá em. Ông Hunter mà không ao thì Hunter cũng bị vốt chết. Em giỏi rồi, thấy chưa? Rồi. Vẫn còn ai Hunter đấy. Hunter mà không ao thì cũng bị vốt chết rồi. Đâu, Hunter. Tao diện tình nghi rồi. Các anh ra đây mà xem cái máy tròn tròn này. Không nhưng mà cái pha Hunter cũng ớ thì buồn cười đó chịu được. Lắp bắp Em đang Thế thì ai chẳng nghi em là quái. Em thật. Bắn quái nhá. À đây. Ván này là sau khi mà Nam Bách làm quái ván vừa rồi, ván này sẽ tiếp tục làm quái tiếp. Bởi vì thường sẽ làm quái liên tục 2 ván, sau đó lại ngừng khoảng 2-3 ván. Là quy luật lại trốn. Thì vô thôi. Quy luật. Thì ông mẹ có ngồi bụi còn bị vứt chết nữa là. Không, trước khi ngồi bụi vẫn còn đớp một bình máu à. Thôi cái pha đấy chắc chắn là thằng Đạt đớp có bình máu đầu tiên đấy, vì thằng Đạt đang ở cái chỗ tao không thể nào đớp cái bình máu đầu tiên được. Em đang đớp ở những chỗ khác. Đớp với mức vào vòng 1 đớp còn máu vào vô đớp mà. Khổ. Trốn luôn người nha. Anh em cứ nhớ cái câu tiên đoán của tôi, cái ván này thằng Lan Bách làm quái. Tôi biết cái mẹ cái mẹ quy luật của trò này. Ai đã bắn nhau kinh vậy?
Tự kiếm lên mình thôi, để gì cụ nó cầm nhiều đồ ngon nên nó đã biết dùng. Cầm cả máy ảnh không cứu anh. Mình phải giết ngay tứ ngay, con hàng nguy hiểm. Ăn lấy thật kéo. Thế mà thằng Đạc ở đây nó đớp nhưng mà nó không bị mất cái animation, mặc dù đã bắn vào người nó quá. Anh liên tục mà, em di chuyển liên tục, em đớp liên tục mà. Không, phải đấy, phải chụp ảnh nó mới mất. Nha. Yeah. Em phải chụp ảnh nó mới mất, nó không cắn được nữa. Bắn qua đây chưa đủ đam này mà làm gì được. Đéo này im mắng ấy nhở? Đéo dám nói. Sợ bị giết. Tớ làm gì mà đã đi. Đã đi ngồi đây rồi. Yeah, thằng tóc trắng, tóc trắng. Em xin viên, Đấy, tao đã bảo thằng đang bệnh mà, thì còn mẹ. Bạn ơi. Bạn trên này bị bù máu rồi thì đéo ngô. Tối con mẹ nó rồi. À, giết tao à? À. Con mẹ bố mày hóa bố đi giết mày. Con mẹ đen rồi. Tứ nhá, tứ giết em nhá. Tứ nhá. Thế thằng nào có tự nhiên thấy vui cho Damage nhanh đấu chịu đấy. Tứ nhá. Anh Tứ cũng tranh mất hết đồ của Riku rồi. Còn nó giết mẹ rồi. Cầu chì đâu hết rồi? Ủa, cầu chì nè, anh đang có tiền nghe qua không lượng cầu chì ạ. Đâu? Anh nhìn đấy. Thế pha vừa rồi là tại sao lại nghi là Namek? Nó bú máu trước mặt em kìa anh. Địt mẹ, thế tao lại, tao lại ngấp. Ủa đừng ra đâu. Thế thằng nào nó phép à? Đéo vậy em, đừng phép. Bắn cái gì đây? Anh nói ơi, anh phải tin em. Ok. Anh dung là quái rồi. Anh dung có tin anh Tứ là quái rồi. Chả làm buổi gì vẫn chết. Mẹ Tứ ơi. Em đã biết được là cái thằng mẹ nó vừa mới dám nói anh em mình. Láo thật. Mẹ đéo được quá luôn. Quá bồ lão. Ở bên ngoài. À, vào đây anh ơi. Cứu mẹ luôn. Riku vốt vào đến dại quan tới. Xong rồi. Nín nuận đến chưa sắc đá rồi. Thế là quái là ai? Quái là hai đứa nó này, Hunter với cả 5x. Dạ xong rồi, hết rồi. Thôi bây giờ Hunter, là Hunter bảo vệ 5x mà. Master Royale thôi. Nice. Anh còn nói nha. Ông em càng đang yếu máu lắm nha, cảm ơn em. Một cái này cái gì đấy? Mấy đô à? Mấy giờ? Đô đấy. Anh lấy đi, Tứ. Dạ đi. Cái đéo đó mẹ nó không tin Riku à? Ờ, em không tin nó. Nó là người anh ạ. À. Cổ Riku. À lắm. Nhưng mà không làm sao vốt được. Thì đéo đâu. Cái đàn vẫn còn sống. Có vốn quá là sống. Thế à? Vậy là cái đàn được cứu Riku dài đã. Bình tĩnh. Anh em ớt chết rồi. Anh to lên chết luôn rồi. Có vốn quá là sống. Còn thiếu vốt. Nhưng mà em bị chết xong rồi em hồi đầy máu luôn hả? Hồi nãy em cầm 60 máu. Cuộc đời. Đó là không đúng. Nó mới còn sống. Nó mới còn sống. Nó mới còn sống à? Cứ trốn đi. Em bị lẹt rồi. Đi đi em có máy ảnh anh ơi. Sợ chạy đi. Rồi bố mày hóa được không? Nó làm gì à? Nếu hiểu sao không đủ vốt nhỉ? Nó lại trốn đâu nhỉ? Hay là phải sang cái màn nữa? Cứ trốn lên, cứ trốn lên thôi. Hay là phải sang cái màn nữa? Màn này chưa phải màn bạ 2 vốt đâu. Trốn đâu, trốn đâu? Cứ trốn ở cái chỗ đấy. Màn này chưa phải màn 2 vốt. Chạy sang map mới anh chết. Không sao, tí chạy ra mới chạy được. Ok. À được rồi. Anh đứng trước cửa, chạy sớm. Đây. Sang luôn xong bù máu đúng không? Sao Tứ mày dò Riku là người rồi mày còn bắn em tao? Hả? À, em biết đâu được, em nhìn thấy ngứa mắt rồi em ghét để bắn. Tứ chứ mày lẹt. Tứ thì gãi nha, không phải bắn. Mày cũng cùng đấy, đi bắn chưa nó không cứu em mà em giết. Anh đi lẹt vô trong bóng tối em thấy được. Cái này cái gì? Bắn trước mày không cứu anh. Bắn chưa đủ máu đéo hóa được, nó sáng à? Rồi. Ngồi đây chờ đã. Sao lại cái gì? Thằng nó bách chết rồi đừng có nói phét. Mẹ. Căng căng căng. Ủa anh đã bây giờ cứ trốn thôi. Đừng ra bộ. Tứ lại ra đây để làm cái gì đấy? Em test thử xem có phải đông phát chết 3 người không?
Thôi, em không test nha. Này em này, đi cu này. Dạ. Đi cu. Anh với Tứ ngồi sẵn đây, em chỉ cần dẫn bên kia thôi, anh và Tứ ngồi đây. Rồi, anh cứ dẫn thôi. Ôi giời, sao hồi cho em chết hả không? Không, 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 quay lại đây. Bây giờ bọn anh sẽ đổ. Bây giờ em có ra lấy không hay là để bọn anh điên lên? Bài sẽ đổ bài, xem bài gì đen tay mất à? Con mẹ đéo chọc thêm mà đéo chết à? Con lại chết mất luôn nhở? Ờ, còn mỗi của anh ta là con mẹ. Nhưng mà cái kim tiêm của anh là cứu anh đi cô ơi, cứu anh với con kim tiêm, cứu anh. Em cầm mấy ảnh rõ ràng nha. Em muốn thét. Thôi anh tha đi em đấy. Đéo ơi, phát sư vãi lìn ạ, địt. Ủa vậy là ai là quái hả? Anh là quái. Tao mới đang bách. Ủa anh biết quái à? Ủa anh quái hả? Đi 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 đi. Thật may quá, giết được Dũng mày quá. Đéo hiểu pha đấy, bắn Tứ xong dùng cả dao đâm vào nó đéo đâm ạ. Hả? Mày có quái không đủ bớt một điều Dũng không? Ghi về đông thịt chuột đi cu là mình chết lốt. Mày quá. Vào trận rồi thì thôi mẹ đi, lại còn nhớ lời anh nói nhé đi mẹ. Nhớ lời gì mày bù vào trước mặt thằng Tứ kêu đéo gì mày chết đéo đéo kêu đâu lúc mà bắt xe chứ mà kêu đâu thật, anh em ít làm quái mà thật. Anh Dũng xui làm quái chung tao phải mà. Nói thế thì nó mới mẹ nó mới tránh được cái sự nghi ngờ làm sợ bọn kéo ra lúc lần hai bù máu thế tại sao bù vào trước mặt thằng Tứ thì ông quả đấy thì đâu Dũng ấy rồi giết em. Trả thù loài người mà đạt đéo được heo. Đéo làm mới được cái kim tiêm ngon quá. Trả thù loài người mà không được. Loài người khôn quá rồi, đéo là sao đi cu là người nhé bắt bắn đi. Tứ lại người. Còn lý luận là còn thằng còn sống chứ thì mình buồn cười. Thôi anh em ạ, đây cá một chơi ở đây thôi. Anh em nghỉ vài phút mấy anh em xa ca ca 2 đồng lít. Nói chung là khả năng đoán người của Tứ nó vẫn là vẫn giữ được phong độ pháp sư, nói chung là kinh. Cứ đoán cái ngược lại chắc chắn là chuẩn. Để cái pha giò đấy chứ. Game này đáng hay. Cái pha giò đấy tao nghĩ là mẹ thằng Tứ nó giò mình rồi thì nó quay ra giò Riku ạ. Buồn cười. Nhìn thôi Riku mà.